xuống tăng giảm speed cũng như là mỏ quả đầu 6 cây tới từ game thủ chim sẻ. Và hãy cùng chờ đợi xem ở trong trận đấu này thì quân của game thủ Gunny sẽ là gì. Một tên nhét dân vào bên trong giữa hai cây quả tới từ game thủ chim sẻ, quả đầu là 6 cây. Đề nghị cụ nháy quân ạ. Và đang cắm cờ, anh em đợi tí. Rồi, nhận Maxi, nay không nháy nhanh nữa à? Nay nháy chậm thế. Một bài đấu được cầm AC đối đầu với Maxi dành cho cả hai game thủ ở trong trận đấu đầu tiên này. Và xin gửi chào đến tất cả anh em xem nha. Cảm ơn Nguyễn Thành Luân với 1234 đã gửi tặng game thủ tham gia giải đấu lần này. Anh em vẫn có thể quét mã QR code đang có trên màn hình để cổ vũ cho game thủ tham gia giải đấu. Và trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ có một trận đấu giữa game thủ Chim Sẻ Nắng và game thủ Gunny. Xin chào báo anh em, ở trong ngày thiệu hôm nay thì loạt trận 18 giờ giữa game thủ Sen Long và game thủ Mạnh Hào, do game thủ Sen Long xin có công việc đột xuất nên là trận đấu giữa Sen Long và Mạnh Hào sẽ hoãn. Và qua đó thì chúng ta sẽ đẩy cái loạt trận 21 giờ lên thi đấu vào lúc 20 giờ, khung giờ đẹp nhất trong buổi tối ngày hôm nay để phục vụ anh em. Cuộc đối đầu giữa game thủ Chim Sẻ Nắng và Gunny. Xin giới thiệu anh em, đây là lượt trận cuối cùng và của lượt đi giữa cả hai game thủ. Hiện tại thì game thủ Gunny đang đứng ở vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng, trong khi đó game thủ Chim Sẻ vẫn đang đứng đầu bảng xếp hạng với một số điểm rất là vượt trội. Ở trong buổi sáng ngày hôm nay thì người đứng cuối bảng xếp hạng đó chính là game thủ Anh Huy, đã có được một điểm rất quan trọng trước game thủ Xuân Thứ, qua đó vươn lên vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng và đẩy Gunny cộng với đó là Truy Mệnh tụt xuống hai vị trí cuối cùng. Ở trong một trận đấu vào buổi chiều ngày hôm nay, khi mà game thủ Vitamin U98 đối đầu với game thủ Vitamin Truy Bệnh thì cả hai game thủ đã kết thúc với một tỷ số hủy diệt dành cho game thủ người em U98 với chiến thắng 3 sao trước game thủ Truy Bệnh. Qua đó thì Truy Bệnh vẫn chỉ có được 6 điểm bằng điểm với game thủ Gunny nhưng thua rất sâu về hiệu số. Qua đó thì Truy Bệnh đang đứng ở vị trí thứ 8, Gunny đứng vị trí thứ 7 và vị trí thứ 6 sẽ thuộc về game thủ Anh Huy. Tránh Nguyễn Tân Đen nha, tránh Nguyễn Đảm nha, chào tất cả các em đang xem. Hôm nay mình sẽ bình luận cho anh em ở trên hai nền tảng, đó chính là Facebook và YouTube, thì anh em có thể theo dõi trên fanpage game thủ Chim Sẻ. Nếu như anh em nào mà tiện xem YouTube hơn thì các bạn có thể tìm trên YouTube với từ khóa đó chính là Chim Sẻ Nắng Ngao E để có thể theo dõi trận đấu vào buổi tối ngày hôm nay. Chúng ta vẫn sẽ là ba nội dung thi đấu quen thuộc thôi, đó chính là nội dung số random cùng The Assyrian và random map biển. Anh em dự đoán như thế nào về tỷ số của kèo đấu giữa Chim Sẻ Nắng và thủ Gunny thì các bạn có thể để lại ở phần bình luận. Sẻ thì đang đứng đầu bảng xếp hạng rồi, đứng vị trí thứ 2 đó chính là Rapper Xuân Thứ. Người đứng ở vị trí thứ 3 thì sẽ là game thủ U98 anh em nhá. 98 đang vươn lên vị trí thứ 3 bảng xếp hạng rồi. Em chào anh Vũ Trọng Quý ạ. Anh em thể cho biết được chất lượng anh đã ổn hết chưa ạ? Cảm ơn anh đuôi 664 với 3456 đã gửi tặng game thủ nhá. Bem nó hưng nhổ ơi. Ê. Nhầm. Hơi khó. Có thiên hiệu và voi đây, nói chung là bài đấu đủ đồ. Một bài Assyrian nhìn qua là rất cung tới game thủ Chim Sẻ rồi. Và để đối đầu với game thủ Gunny trận đấu này thì mình nghĩ cũng sẽ có một bài đấu. Ơ, dân Gunny kìa, dân Gunny kìa. Vâng, dân Gunny đã dò ra khu vực này. Và liệu rằng có bị mất voi không? Và đúng là Gunny bắt đầu câu voi. Vâng, nhưng mà có thêm con voi bên này nữa. Đây, bên này còn con voi nữa. Đó, các bạn thấy chưa? Gunny đang câu voi về và sẽ quyết định là không cho Gunny ăn. Không ăn được thì phải đạp đổ ngay. Làm gì? Ok, phi đi. Vâng, còn đang định vẩy e để chặn dân câu voi đối thủ. Rất lắm trò đến từ game thủ Chim Sẻ. 25/28 là thắng lợi tại dành cho bài đấu này và giải quyết thêm hàng gọi đây. Voi cũng quay đầu hay là như thế nào thì cũng được. Rồi, nói chung là Gunny sẽ không trộm được con voi nào cả. Thì đây là bài đấu sẽ có được 3 voi 2 hiêu dành cho game thủ Chim Sẻ bài khung nha. Và hãy cùng xem là game thủ Chim Sẻ Nắng sẽ thi đấu như thế nào ở trong trận đấu đầu tiên nội dung solo đường với game thủ Gunny. Anh em vẫn có thể quét mã QR code đang có trên màn hình để donate game thủ tham gia giải đấu lần này anh em nhá. Hiện tại thì con số donate chúng ta trong buổi tối ngày hôm nay đã lên được con số đó chính là 204.918.492 đồng và chúng ta đã gần lên con số 205 triệu rồi. Thì các bạn có thể quét mã QR code để donate game thủ tham gia giải đấu này. Rất mong là anh em ủng hộ cho game thủ tham gia giải đấu. 100% quỹ donate này sẽ dành cho game thủ tham gia giải đấu lần này, với 6% dành cho game thủ tham gia League 1, 30% dành cho game thủ tham gia League 2 và 10% dành cho các game thủ tham gia League 3. Đó sẽ là cơ cấu của quỹ donate. Em cháy luật sư Ngô Thạnh nhá. Và đến với trận đấu đầu tiên ở trong buổi tối ngày hôm nay, chúng tôi vẫn xin giới thiệu bạn về nhà tài trợ kim cương của giải đấu, đó chính là nhà tài trợ hệ thống quán nhậu tự do với 13 cơ sở khắp quận nội thành Hà Nội. Anh em nào tìm những địa điểm để có những bữa tiệc với người thân và gia đình mình thì các bạn có thể tìm đến với hệ thống quán nhậu tự do với rất nhiều những cơ sở ở khắp nội thành Hà Nội, thì anh em có thể dễ dàng đến bất kỳ một cơ sở nào của hệ thống quán nhậu tự do để có thể thưởng thức những bữa tiệc và những cái không gian thực sự là chill ở hệ thống quán nhậu tự do nữa. Bên cạnh đó thì các bạn có thể đặt bàn theo đường link mà mình đã ghi vào phần bình luận. Thì khi anh em đặt bàn theo đường link mà mình đã ghi vào phần bình luận sẽ được giảm giá 10% trên tổng bill nữa luôn. Rất tuyệt vời đúng không ạ? Và hy vọng anh em sẽ ủng hộ cho nhà tài trợ kim cương giải đấu. Như vậy là BM sẽ bó sắp hàng đồ. Đó là lựa chọn game thủ Chim Sẻ. Mặt trước cửa này sẽ là BA. Còn tên dân kia thì chúng ta sẽ kéo dần về. Bài kích 11 ở trong trận đấu này tới game thủ Chim Sẻ và có xe dò để đi tìm đối phương. Chỉ đá bước lên vị trí thứ 2 rồi. Ok, sorry mọi người, chắc là em cập nhật hơi lỗi một chút. Chào anh Khang Chi Phát, chào anh Nguyễn Thanh nhá.
Ây da, đây là tân đỉnh cao này. Nếu như mà Gunny lại còn đưa được cả dân vào trong nhà chim sẻ nắng và đóng lời trong này thì mới đau. Rồi sẻ đang phải và bắt sống con giò Gunny khi đây là con giò không có giáp và nó sẽ nằm xuống. Và trong tình huống này vẫn ăn được tới 3 dân của ý thủ chim sẻ tới con giò ý thủ Gunny rất nhanh chóng. Đây rồi, khả năng là có BB ABL trong nhà rồi. Đúng là như vậy luôn. Tân này thì có khung nhà nhưng có lời trong nhà cũng sẽ rất đau dành cho cái thủ chim sẻ khi Gunny đã có một tình huống đưa dân vào đóng lời trong nhà của cái thủ chim sẻ và sẻ đang phải để bắt hai dân đi dân này của cái thủ Gunny. Và có đen e ra không? Không có tân đen e nhưng cái BL trong nhà sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến khả năng thi đấu của thủ chim sẻ. Thì bây giờ sẻ đã bo nhỏ được cơ sở ban mình đây rồi. Có con giò thứ hai và tiếp tục mất dần tới từ game thủ chim sẻ và lại là một pha về e nữa để có thể bắt con giò Gunny và Gunny sẽ nằm xuống con giò thứ hai của mình ở trong trận đấu này. Và mất hai con giò tới game thủ Gunny. Tức là các bạn đã ít nhất là mất 200 thịt rồi. Tránh Thuận Đức nhá. Hải hôm nay làm cả ngày chắc được nhiều công nhỉ. Em hôm nay làm 3 công cho anh. Vâng, có ngựa chém được Gunny. Gunny em đời tốt hơn so với game thủ chim sẻ. Nói chung là đi làm như thế này vẫn hy vọng anh em có thể quét mã QR code trên màn hình để donate cho game thủ tham gia giải đấu lần này. Rất mong là anh em ủng hộ. Và chim sẻ nắng tụt về tham 20 ở ngay trận đấu đầu tiên khi bị game thủ Gunny cầm Maxi chơi vào. Một trận đấu mà Gunny đang chém tốt với bài đấu được cầm Maxi đô nhan của mình. Anh em có thể quét mã QR code đang có trên màn hình để donate cho game thủ tham gia giải đấu lần này nha anh em. Đây là BA tiếp theo, BA thứ hai, BA thứ ba. Đấy rồi, game thủ chim sẻ giữ mỏ gỗ của mình rồi. Thực thì còn có khoảng 400, sắp tuần đầu tiên 1A. Và thêm 2 cung ở đây nữa. Đang phát trực tiếp nha anh em ơi. Hello tất cả anh em đang xem. Ấu vâng, giờ không ăn được bầy hiêu này. Anh Sai đang đi ăn hoang đây rồi. Quét mấy lần rồi à? Quét mấy lần rồi thì quét thêm mấy lần nữa anh ạ. Đây là trận đấu cuối cùng của lượt đi. Và Gunny đã phát hiện ra dân ăn hoang. Game thủ chim sẻ còn khoảng 160 thịt để có thể sau cùng. Và đã phát hiện ra dân ăn hoang game thủ Gunny với mỏ quả này. Trong đó thì dân ăn hoang game thủ chim sẻ đang bị Gunny truy sát. Và tham lai chỉ còn 22 thôi. Một trận đấu rất khó khăn, đặc biệt là một cái tình huống mà bị đối phương đóng lời trong nhà. Nếu như không bị đóng lời trong nhà thì còn có cửa dãy ruộng cút vào những tình huống cung nhà. Và bây giờ trẻ Maxi thì mỗi con nó chỉ một đầu cung R thì làm sao mà có thể chạy được. Và còn anh Gunny còn đang ăn cả voi đây nữa cơ. Và sẽ có thêm hai con R nữa. Bây giờ thì đang có 69 thịt tới được cái thủ chim sẻ và đang cố gắng tụ cung R. Cảm ơn Ngô Văn Thanh với Tùng Vĩ Nam gửi tặng cái thủ tham gia giải đấu nhá. Tham lai đầu số là 22 dành cho cái thủ chim sẻ rồi. Một tham lai không hề to nhưng cũng đã bắt đầu ăn được dần cái thủ Gunny và có một vỏ quả để ăn hoang. Thì đó cũng là cơ hội để chim sẻ nắng có thể nở quân. Cái Trần Văn Tiến với 12.345 đồng gửi tặng cho cái thủ tham gia giải đấu lần này. Hello tất cả em đang xem nha. Tránh Nguyễn Đình Tú nhá. Hôm nay thì chưa có một tên gọi là tên donate to bởi vì chúng ta chưa có trận đấu nào vượt khó, bởi đây mới là trận đấu đầu tiên thôi. Và sẻ và thắng được trận này thì đúng là hơi mãi văn xỉu. Một trận đấu mà tham gia chỉ còn 21 đang tách cung R đi gọi là cá tỉa. Đấy được cái thủ chim sẻ 3 cung R đây nhưng với hai con chém này nó hoàn toàn có thể phay luôn 3 cung R này. Rồi tiếp tục mất cung R đi chim sẻ, mỗi con chém chém một con, có thêm 2 cung R nữa, có thêm một cung R kéo về, có thêm chém Gunny và ăn được hai con chém nữa. Cái thủ Gunny ăn được thêm một chém nữa là ngon này. Tham gia 21 dành cho bài đấu này đang cố gắng tụ quân để rỉa chém tới từ cái thủ chim sẻ. Anh em cho xin like một xe nào anh em ơi. Rất nhiều dân game thủ Gunny, chúng ta sẽ ăn được tơ dân này gần 10 dân luôn. Tránh Phạm Mi nhá. Rồi, tóm được tơ dân này với thủ Gunny. Và tham lai chim sẻ bây giờ là 23. Đang soi tham một tơ, tham lai đã về cân. Nhưng mò quả ăn hoang của chim sẻ nắng đã bị phát hiện. Và đây là những con chém tới từ Maxedonian của game thủ Gunny. Và nốt một con dân này, ok. Đang cố gắng tích quân tới từ game thủ chim sẻ. Và với cái việc gom quân như thế này thì sẻ vẫn sẽ có quân để có thể chơi đội bạn anh em ạ. Vẫn có quân để chơi game thủ Gunny. Và những chém Maxe này nó chưa đủ để có thể gọi là đè chim sẻ nắng ra là vụt. Bài đánh ăn hoàng xong quân và nóng ép ăn lại hàn voi này kền kền rồi làm tí chọn xác. Một tân mất dần rất đau dành cho game thủ chim sẻ với pha chém mỏ gỗ của đại sư Gunny. Tham lai còn 20 và sẻ vừa mất một tân dân ăn hoàng. Bây giờ thì sẻ còn khoảng 6 dân, 6 đến 7 dân nhưng Gunny sẽ hết dân trong tình huống này khi mà mỏ vàng của anh ấy sẽ bị bắn vào. Và ai sẽ người tích được nhiều quân hơn thì đang chờ đợi con chém ít máu này sẽ bị rỉa. Người gì đã có cái giáp 2 dành cho game thủ chim sẻ nắng. Và đây là hai con dân cuối cùng của Gunny phải nằm xuống. Hết dân rồi đấy. Tập này mình nghĩ là hết dân rồi anh em ạ. Gunny thì anh em thể theo dõi trên fanpage AOE giải đấu nha anh em. Và đang soi tham một tơn. Tham này chúng ta đang đè dành cho cái thủ chim sẻ. Sẻ còn 3 dân. Và Gunny còn 4 con chém. Còn 2 dân với cái thủ chim sẻ thôi. Bây giờ phải kiếm chỗ nào đó để có thể ăn thịt và sắp lại dân. Còn đây là những con chém của cái thủ Gunny. Và sẻ vẫn tụ được đông cung R hơn và đang bảo kê hai con dân này để có thể ăn thực và sau đó nở lại dần. Và những con chém Gunny bắt đầu lao vào tên cuối, bắt đầu áp sát tới con chém Maxi, nở thêm được cung R dành cho những chim sẻ một con nữa. Con chém bị máu nằm xuống rất nhanh khi RG đứng tốc. Và tham lai chim sẻ đang số là 17. Tầm này thì mình nghĩ là Gunny hết dân rồi và Gunny gõ một tỷ số là 1-0 dành cho game thủ chim sẻ nắng ở trong cuộc đấu này. Một trận gom cung rất tốt tới từ game thủ chim sẻ. Và nếu như anh em thấy trận đấu này hay, các bạn vẫn có thể quét mã QR code đang có trên màn hình để có thể donate dành cho cái thủ tham gia giải đấu này. Gần được 205 triệu rồi anh em ơi. Anh em quét mã QR code để donate nào anh em.
Chúng ta cũng chờ đợi với trận đấu tiếp theo sau đây thôi. 1-0 dành cho đội chim sẻ. Bạn có thấy mệt mỏi sau ngày dài làm việc căng thẳng? Bạn cần một nơi để giải tỏa stress và tận hưởng cuộc sống, hay một không gian lý tưởng để tiệc tùng cùng bạn bè? Đến ngay với hệ thống quán nhậu tự do với 11 cơ sở khắp các quận Hà Nội. Không gian đa dạng, rộng mở, có cây xanh mát, chuyên các món ăn đặc sản, lẩu nướng, hải sản, cùng đội ngũ nhân viên tận tâm, nhiệt tình. Quán nhậu tự do đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng, gặp gỡ, liên hoan, sinh nhật hay tụ tập xem bóng đá tới quê. Hãy để quán nhậu tự do giúp bạn tìm ra chính mình, bùng nổ, sống động và thực sự tự do. Hệ thống quán nhậu tự do dành tặng ưu đãi 10% tổng hóa đơn cho anh em. Mọi người đặt hàng trước và thanh toán kèm mã chip chạy nắng để nhận ưu đãi. Quán nhậu tự do, ta tự do trong thế giới của ta. Ok anh em ơi, và anh cũng chờ đến với trận đấu tiếp theo, trận đấu thứ 2 ở trong cuộc đối đầu này thôi. Tỷ số đang tạm thời là 1-0 dành cho game thủ chim sẻ nắng rồi. Mạnh Hào Xe Long đây hoãn anh ạ. Chào tất cả em đang xem nha, hello mọi người. Anh em quét mã QR code để donate game thủ tham gia giải đấu nha anh em. Trời ơi. Kelly anh em ơi. Xiang Baby. Ô chuột tự nhiên bay đi. Ok rồi, như vậy là Xiang đã có đến từ game thủ chim sẻ đối đầu với Baby Long từ phía đối phương. Chào anh Nguyễn Tuấn Cảnh, chào anh em, chào anh Dương Văn Lâm nha. Hello mọi người. Đã bay hiệu đầu thì đủ chia sẻ và ra sẽ đánh những điểm thì có hiệu trước, còn cầu đầu đang có vẻ là hơi xa từ bài Xiang này. Đã cho dân khá quả lên rồi và chuẩn bị thiết kế trên nhà bếp đầu tiên. Cái hình mã QR vô duyên đã, sao lại vô duyên đấy anh Hải Khều donate đỉnh nhất Hà Nội à? Làm gì đã khều được cái gì đâu anh. Tối nay anh em mà donate được mấy chục ca thôi ạ. Hôm nay thì anh em mà donate lên được tầm độ 230 triệu hay 250 triệu thì đẹp luôn. Đây bấy hiệu được đưa về cái bài đấu này. Rất mong anh em vẫn có thể quét mã QR code để ủng hộ những người tham gia giải đấu nhá. Đây là một quỹ donate mà sẽ tăng thêm phần thưởng dành cho cái người tham gia giải đấu lần này. Và khi tăng thêm phần thưởng thì các thủ sẽ có thêm động lực để thi đấu, cống hiến cho anh em những trận đấu hay, những trận đấu kịch tính hấp dẫn nhiều hơn nữa. Rất mong là anh em ủng hộ. Ngoài cái khoản tiền lót tay cũng như là giải thưởng của ban tổ chức thì cái quỹ donate này cũng sẽ là một hình thức mà tất cả anh em trong cộng đồng chúng ta đều góp sức để có thể có một cộng đồng bền vững lâu dài và có những trận đấu căng thẳng kinh tế nhiều hơn nữa. Thì vẫn rất mong anh em có thể ủng hộ cho các anh cùng tham gia giải đấu. Và bây giờ chúng ta cùng quay trở lại với trận đấu này với một người yêu đầu, một con ngòi, những anh thủ chia sẻ. Em cảm ơn anh Vũ Đình Hào với 39.500 đồng gửi tặng anh thủ tham gia giải đấu. Thank you anh. Rồi như vậy là bấy nhiêu đã được đưa về nhiều bài đấu này. Vợ mình muốn donate cũng được không phải? Dạ được anh. Đấy thoải mái ạ. Anh em đợi chút ạ. Đó, ok, cùng quay trở lại với trận đấu này. Cảm ơn anh đuôi 879 với 32.452 đồng gửi tặng game thủ tham gia giải đấu nha. Thank you anh. Đây là một quả đầu đến game thủ chim sẻ rồi. 19 dân, 10% đến game thủ gắn đi, bài gắn đi cũng khá là ok. Ôi, cảm ơn anh Nguyễn Văn Trung với 500k gửi tặng game thủ tham gia giải đấu. Ken Ken chuyển khoản. Thank you anh Nguyễn Văn Trung rất nhiều nha. Thank you anh. Và như vậy là con số chúng ta cũng rất là tuyệt vời buổi tối ngày hôm nay với 500k đến từ anh Nguyễn Văn Trung rồi. Quay trở lại với trận đấu này, đây là bài đấu mà mình nghĩ là sẽ lợi thế hơn rất nhiều đối với thủ chim sẻ khi cầm Xiang đối đầu với Babylon. Nó cũng dễ chơi thôi. Bài đang có được heal voi quả đầu thì đây là bài đấu cũng rất là ổn đối với thủ chim sẻ. Vẫn đang muốn đi dò thêm chút nữa, vậy là dò thêm chút nữa tìm mỏ quả nữa cho nó chắc chảy anh em ạ. À, vào đi dò dành cho bài đấu này. Anh em nào muốn theo dõi màn máy của game thủ Gunny thì các bạn có thể theo dõi qua fanpage AOE giải đấu với biên tập viên Sơn Tùng MTP và 21 Bắc Ninh. Và cảm ơn anh Dương Hùng Đức với 20.000 gửi tặng game thủ ạ. Thank you anh. Cơ cấu và kích lời ở 7 trong đầu 7 với 25 dân tới từ game thủ chim sẻ. Dạ được anh Nguyễn Văn Hưng ơi, khi mà anh em donate thì anh em vẫn có thể trở thành top donate, và khi mà trở thành top donate thì cứ 2 tuần chúng ta sẽ tổng kết để có được 6 anh top donate sẽ được mời trực tiếp đến hệ thống quán nhậu tự do số 2 cơ sở số 2 Lê Thọ để có một buổi tiệc tri ân top donate sau 2 tuần thi đấu. Cứ 2 tuần sẽ có một buổi
trực tiếp tại đó. Như hôm trước mà Chim Sẻ và Chim Bệnh đã thi đấu trực tiếp tại quán rượu Giò số 2 Lê Thọ đấy anh em. Thì đó cũng sẽ là một cách để ban tổ chức cũng như là nhà tài trợ Kim Cương giải đấu tri ân đến Top Donate trong các tuần thi đấu. Và đây là con voi tiếp theo đưa về bài Hai Hiệu Hai Voi tới từ cái chủ Chim Sẻ. Và bắt đến với trận thi đấu này, trận thi đấu thứ hai trong nội dung Show Random. Chúng tôi vẫn xin giới thiệu các bạn về nhà tài trợ Kim Cương giải đấu, đó chính là nhà tài trợ hệ thống quán rượu Giò với 13 cơ sở khắp quận nội thành Hà Nội. Anh em nào đã tìm những địa điểm để có những bữa tiệc với người thân và gia đình mình thì các bạn có thể tìm đến với hệ thống quán rượu Tự Do. Vâng, có rất nhiều những món ăn ngon, những không gian tuyệt vời để anh em có thể trải nghiệm tại hệ thống quán rượu Tự Do. Và đặc biệt khi anh em đặt bàn theo đường link mà mình đã ghi phần bình luận thì các bạn sẽ được giảm giá 10% trên tổng view. Rất mong là anh em ủng hộ ạ. Cái anh Trần Ngọc Toàn với 10.000 đồng gửi tặng em đủ tham gia giải đấu nhá. Anh đến gặp ủng hộ trực tiếp ạ. Ok Nguyễn Văn Hưng ơi, bóng nào lên là được ạ. Ok anh Nguyễn Văn Tuấn nhá. Nào mà có tài khoản của chị Nguyễn Thị Bích Thủy thì em gào lên là ok ok anh em nhớ rồi. Thì vậy là 26 dân đấy game thủ Chim Sẻ trận đấu này và đánh cung khi đối đầu với đó chính là game thủ Gunny. Cảm ơn anh Ngô Đồng Hải với 5 số 9 gửi tặng game thủ. Có gì mà ghê. Dạ vâng, ok anh. Thank you anh rất nhiều. Và cảm ơn anh Lê Hồng Đông với 5 số 1 gửi Lê Hướng Đông với 5 số 1 gửi tặng game thủ tham gia giải đấu nha. Có giò Gunny đến nhà rồi. Đúng là như vậy, đã có giò của game thủ Gunny, một bài đánh lạc đà dành cho Babylon. Đối đầu với đó chính là Xeng đánh cung. Giọng Hải hôm nay nghe gì mà ấm thế à? Ấm thì bình thường ấy ạ. Chúng ta đã lên được số hơn 205 triệu trong buổi tối ngày hôm nay rồi. Có anh Phạm Quang Hợi với 50.000 gửi tặng game thủ tham gia giải đấu nha. Nhưng một tên bị chọc giò như thế này cũng sẽ rất đau và sẽ bắt đầu phải đóng an thụt lại rồi. Cảm ơn anh Hoàng Lượng với 70 sao gửi tặng game thủ chia sẻ ạ. Đây có giò game thủ Gunny, đó khiến cho Sẻ nằm số 1 vài nông dân. Ui giời, tí nữa phải cái bóng VA để có thể nhốt giò rồi bạn. Rồi, chúng ta đang cố gắng để kín cái khu vực khoanh ruộng của mình. Tới từ cái thủ Chim Sẻ bo nhỏ ở mỏ gỗ bên ngoài. Cùng T đứng kể ở đây. Cảm ơn anh Nguyễn Lăng Nhất với từ quý 5 gửi tặng game thủ tham gia giải đấu nhá. Thank you anh. Dạ, vẫn còn anh ơi, thóc ơi. Đây rồi, lạc đà và ngựa giò bạn bắt đầu đến. Tôi cấu ra ruộng. Em là Bình Dương Hải Mario anh Coca nhá. Đó, con T và Sẻ đã nằm xuống rồi. Và chúng ta đã cơ cấu kín những cơ sở đoán của mình. Thì những con nông dân nó sẽ được yên ổn làm ăn hơn dành cho anh đủ chia sẻ. Và bây giờ các bạn bắt đầu công vào rồi. Rồi cửa E dành cho anh đủ chia sẻ. Cảm ơn chị Nguyễn Thị Vĩnh Thủy với từ quý 8 gửi tặng anh thủ tham gia giải đấu lần này nha. Thank you anh. Đang cơ cấu ra ruộng và Gunny đang có rất đông lạc đà ở ngoài Babylon này. Và Sẻ bắt đầu tách một cung G đi để có thể tìm nhà đối phương và chơi vào đây rồi. Tránh Dũng Hero nhá. Nghe giọng này khác à? Giọng này nghe ở hơn không anh em? Bắt được con giò đối phương rồi. Đó cơ cấu ra ruộng và cái đó là tách con đi tìm đoán hoàng. Gunny đang cực kỳ đông lạc đà, đúng là một tay chém. Và anh nuôi 876 với 30.000 Việt Nam đồng của tặng game thủ. Chào toàn thể anh em yêu AOE cả nước. Ok anh Giai ơi. Hello anh Giai nhá. Một khoanh ruộng nữa được thiết kế dành cho game thủ Chim Sẻ của anh đuôi 3 số 9 với tứ quý 2. Chúc AOE ngày càng đi lên. Cảm ơn những lời chúc của anh em rất nhiều. Và đây là lạc đà, game thủ Gunny bắt đầu lao vào. Rất đông lạc đà các bạn nhìn thấy. Đến sơ ra này bây giờ tầm 7 con. Đấy. Đến vo đi là 7 con rồi. Đánh vài cung đường máy dành cho game thủ Chim Sẻ. Và đây là mỏ vàng của game thủ Gunny. Nhìn nông dân có vẻ đang hơi xe nào ấy. Hai lời xin đều. Có anh đi Tiến Dũng với 5 số 9 người đặt game thủ là chúc anh em vui vẻ. Ok anh ơi. 41 đó là thằng này Chim Sẻ rồi. Và lạc đà Gunny đang bắt cung G với Chim Sẻ và Colon 2L. Đó là cực kỳ đều. À nghe đấy nhở. Ui giời ơi, ruộng nó tên này thì áo. Rất nhiều ruộng đến từ cái thủ Gunny. Và tiếp theo là cái thủ Chim Sẻ. Thậm chí là cái thủ Gunny còn đang muốn đốt luôn nhà VR ở bên ngoài của cái thủ Chim Sẻ. Rất ghê gớm. Tránh Phương Đỗ nha, chào tất cả em đã xem. Hôm nay là 45/76 dành cho game thủ Chim Sẻ. Đang phải chống lại một bài Babylon đánh lạc đà. Và lạc đà của Gunny thì là cực kỳ đông rồi. Đang có cung đờ đi tỉa những con nông dân không bánh xe Gunny. Bài 2 lần của Chim Sẻ. Đây, chúng ta được nghe. Và lạc đà lao vào chém Chim Sẻ. Cố gắng để hiện tại 3 bởi tốt từ Gunny. Hay lên nhờ. Thì uống chém phải nói là rất rát dành cho đại sư. Chim Sẻ vẫn đang tăng được A. Có dân vào gỗ bên trong này rồi. Hôm nay là 48. Tới từ bài xe của mình. Cung đờ ở bên trong. Tránh Quân Nguyễn nha, chào anh em. Rồi lao bên trong để có thể khai thác gỗ ở đây thôi. Anh em cho xin like một xe nào anh em ơi. Với một thế mà đã bo được cung đờ trong hốc của mình thì Gunny cũng chưa thể nào lọt được vào và chém được cung đờ cái thủ Chim Sẻ. Đơn giản những con lạc đà vẫn đang lượn lờ bên ngoài thôi. Bài đấu đánh 2L rất đều cho thủ Gunny. Còn Sẻ thì đang là bài đấu 4 nhà VA. Vâng, lạc đà đấy anh em. Ôi giời ơi, ca chú ơi. Em tránh dương quá nhá. Hello anh Giai.
và đang cố gắng vẩy để có thể cản lạc đà của Gandhi tới từ chim xe. Gandhi vẫn đang vờn bên ngoài và chưa thể lao vào được khu vực này. Lại là hai nông dân ăn gỗ, chim xe đang nữa sẽ bị chơi, sẽ lại mất dần. Mất luôn hai dần, tầm này chắc chắn là đà công 4 rồi. Để mình chỉ có giáp 2 thôi, đang cố gắng lao vào để lên được cái công nghệ giáp 4 cho cung đường của mình. Không, công 2 chưa phải công 4 anh em ạ, mà đà công 2 chưa công 4. Cháy Đức Mốc nhá. Ước gì sẽ bị bật ra đường xong thua luôn hai kèo còn lại nhỉ. Trời ơi, đây em đi làm bình cũng hiểu ăn với cả uống nhầm cái gì vào nữa, thế này là chiêu cái cụ rồi. Năm nay là 65/72 đối với thủ chim xe đang lao vàng để có thể lên công nghệ giáp 4 và đã đủ vàng để nâng giáp 4 rồi. Bây giờ có được công nghệ giáp 4 là đang đi tiếp tục lao vào. Cái góc này thì quá đông cung đừa sẻ đứng ở đây nên Gandhi không thể nào lao vào chém được. Cung đừa đang bò để mau viên một nhá và bắt đầu lao vào chém. Cung đừa chưa thể đánh đỡ được thủ Gandhi. Gandhi không phát hiện được cái đồ sẻ trong góc 3 giờ nhưng con lạc đà này thì nằm xuống rất là nhanh. Cái đường bò bế của chim sẻ đang nó cực kỳ khó chịu ở đây rồi. Năm nay 60 cho thủ chim sẻ. Gandhi đang bắt dần lẻ bên ngoài. Quanh ruộng đây, một cái ruộng trong 3 giờ và sẻ đã có giáp 4 và bắt đầu đưa cung ra với cái tham lai là 62 của mình. Đây là con lạc đà của Gandhi đã bị chơi, nhưng Gandhi gõ 1 rồi và 2-0 dành cho cái thủ chim sẻ ở trong trận đấu này. Trận đánh rất là nhẹ nhàng như đẩy xe hàng cho cái thủ chim sẻ và dành cùng chờ đợi trận chung kết sớm dành cho cái thủ Gandhi ngay sau đây thôi. Cảm ơn Nguyễn Thế Sang với 12.345 đồng. Chúc anh em viên thủ thi đấu tốt. Thank you anh. Bạn cảm thấy mệt mỏi sau ngày dài làm việc căng thẳng, bạn cần một nơi để giải tỏa stress và tận hưởng cuộc sống hay một không gian lý tưởng để tiệc tùng cùng bạn bè, đến ngay với hệ thống quán nhậu Tự Do với 11 cơ sở khắp các quận Hà Nội. Không gian đa dạng, rộng mở, có cây xanh lát, chuyên các món ăn đặc sản, lẩu nướng, hải sản, cùng đội ngũ nhân viên tận tâm, nhiệt tình. Quán nhậu Tự Do đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng, gặp gỡ, liên hoan, sinh nhật hay tụ tập xem bóng đá tới quê. Hãy để quán nhậu Tự Do giúp bạn tìm ra chính mình, bùng nổ, sống động và thực sự tự do. Hệ thống quán nhậu Tự Do dành tặng ưu đãi 10% tổng hóa đơn cho anh em. Mọi người đặt hàng trước và thanh toán kèm mã chi trả nắng để nhận ưu đãi. Quán nhậu Tự Do, ta tự do trong thế giới của ta. Em chào anh vùng trời bình yên nhá, và anh cùng chờ đợi với trận đấu tiếp theo sau đây thôi. Chào anh Nguyễn Phóng ạ. À. Hello anh em. Anh em kết mã QR code để có thể donate cái thủ tham gia giải đấu này anh em. Chúng ta cần lên số 206 triệu rồi đấy ạ. Ok Nguyễn Văn Hưng ơi, có gì thì anh cứ xuống Hà Nội rồi anh liên hệ em. Là ok. Vậy thì em sẽ dẫn anh ra hệ thống quán nhậu Tự Do để anh muốn làm mấy mà được. Đấy ở đấy đủ chứa 600 khách, còn lại còn pan nữa, quần đỏ thế à rồi. AC xem pan. Quần này thì quá đỏ đấy, cái thủ chim sẻ rồi, và đánh cùng trận đấu quân ở trận đấu này dành cho cả hai cái thủ sẻ là bài đấu được cầm pan. Ây xin xem pan luôn, Thánh Nguyễn Đình Dương nhá. Bài đấu được cầm pan và đang đi tìm quả đầu tới từ cái thủ chim sẻ ở trong trận đấu này. 4 dần ra rồi mà chưa thấy quả này, đi đâu đấy rồi. Quả xa auto bên trái. Đấy, không nó gần rồi, cũng xa lắm. Chạm 3 mỗi nội dung như vậy. AC tới từ cái thủ gắn đi. Pan AC và đánh cùng xem sẻ chém ở trận đấu này. Cháy Trần Hoài nha, chào anh em, chào anh Nguyễn Cường ạ. À. Anh em cho xin like nút chia sẻ với livestream nào. Chào Huy nha, hello em. Con này anh Hải cầm khéo cũng uy đây chứ. Ấy nhầm. Con này anh vào chắc đại sư bổ cho thì dãy nảy lên mất. Có 7 dân đấy Gandhi và sẻ là 5 dân, một bầy hiệu đã có đây rồi. Làm vòng đi dò và lùa mấy con này về. Xeng thì là một đội bị quân rất ổn định rồi, và thêm một cái nữa trận đấu vừa rồi Gandhi không có dân thì sẻ cứ đứng thủ xong dân ở quân lên giáp 4 là Gandhi sẽ không thể nào chém được nữa rồi. Đây là bài đấu cầm pan đấy thủ chim sẻ. Một bầy hiêu đã có, chúng ta sẽ cố gắng đưa bầy hiêu này về sớm. Một quả đầu thấy hơi muộn anh em ạ. Chào anh Đỗ Xuân Trường nhá, hello anh. Hải cho anh cái số điện thoại, anh bốc kèo ra đừng chạm 5 nhé ạ. Anh cứ inbox cho em được anh ơi. Tưởng gì chứ, bốc kèo chạm 5 thì ok thôi. Riêng nhiều mấy cái kèo bỏ không ăn đủ thì nó đúng sở trường Hải Mario đây rồi. Sẵn nhặt, điện thoại lại có Lê Hoàng Bình trong vai Hải Mario thì áo. Tránh Nguyễn Văn Trinh nhá. Rồi, như vậy là bấy nhiêu đang có được, đó chính là 7 con dành cho cái thủ chim sẻ từ từ đưa về cho chính mình. Và bài đấu được cầm pan. Các bạn có thể nói là trong buổi tối ngày hôm nay thì 3 trận đấu đã trải qua, con đồ sẻ đều là những đội quân rất là ngon. Trận đầu thì cầm AC đối đầu với Maxe, trận thiếu thứ hai thì cầm Xeng đối đầu với Babylon. Và trận này thì là một bài đấu được cầm pan đối đầu với AC. Con này thì về cơ bản nó chỉ là cân thôi, nhưng mà cái khả năng di chuyển của pan này nó khá là khét trong tay cái thủ chim sẻ rồi. Đấy, Nguyễn Văn Tuấn với 20.000 gửi tặng cái thủ tham gia giải đấu ạ. Thank you anh. Mai em đi lính rồi, bình viên chúc mừng em với. Ok, chúc em hoàn thành tốt nghĩa vụ của mình với Tổ quốc. Hải thì cái gì cũng giỏi, giỏi nhất là bốc phét à. Ok. Bài đã có voi, có hiêu, đến từ cái thủ chim sẻ, hiêu đầu, hiêu phụ đây rồi. Và đây sẽ là S đầu với tình huống nhét hai dân bên trong. Rất là nắn nót. Gunny thì đang phát trực tiếp ở trên fanpage AOE giải đấu với bình luận viên Sơn Tùng MTP nha anh em. Bài đấu hai voi, hai hiêu đây rồi, nói chung là đồ ăn mình nghĩ là ok. Em đây anh Giang ơi,
Thì là con voi đã bắt đầu được đưa về. Qua phải nhớ bắt taxi về thật à? Đúng rồi anh. Hôm qua mưa thì với cả em cũng đi xe. Hôm qua phải bắt taxi về mà. Từ trên này về nhà hết lít. Giải quyết con voi này thôi. Đây là con voi đầu tiên đưa về. Và cả quả phụ đấy mình cũng chia sẻ cho bài rất là mắc binh rồi. Bài này thì mình nghĩ là gần đi không chịu được. Chào anh Đặng Ngọc Tân nhá. Sao lại em có trốn gì đâu anh? Em đang bình luận đấy, anh thì bảo em trốn. Rồi, sẽ có bên trên nhà bây giờ là để có thể khắc phục quả này thêm hai con voi nữa luôn, mày khỏe quá. Và đến với trận đấu này thì chúng tôi xin cảm ơn anh Nguyễn Mạnh Hùng với 12.345 đồng để dạng game thủ chúc chia sẻ nhà thua cả ba kèo rồi. Chúc gì chúc đau thế? Nhầm, cháy trường Bolero nhá. À Hải ơi, mã QR nhỏ quá không kết được em ơi. Ok anh luôn, mình sẽ đơn giản luôn. Đi cho mã QR em trồng được. Anh đợi em đi. Để em cho cái mã QR đó to ra cho anh em dễ dễ quét nhá. Đây anh ui giời ơi. Tưởng gì. Anh em trong lúc chờ đợi trẻ em đời và bổ gắt đi thì các bạn vẫn có thể quét mã QR code đang có trên hình khi mình đã phóng to lên như thế này. Để anh em có thể dễ dàng quét và ủng hộ những thủ tham gia giải đấu nhá. Cái Nguyễn Tuấn Dương với 5/3 gửi tặng nguyên thủ. Và đến với trận đấu này chúng tôi vẫn xin giới thiệu bạn về nhà đại trợ kinh doanh giải đấu, đó chính là nhà đại trợ hệ thống quán nhập tự do với 13 cơ sở các quận nội thành Hà Nội. Anh em nào đang tìm những địa điểm để có những bữa tiệc với người thân và gia đình mình thì các bạn có thể tìm đến với hệ thống quán nhập tự do. Đặc biệt khi anh em đặt bàn theo đường link mà mình đã chia sẻ ở phần bình luận thì sẽ được giảm giá 10% trên tổng bill. Rất mong là anh em ủng hộ cho một đơn vị đang đồng hành cùng chương trình Studio. Cảm ơn anh em rất nhiều. Thì vẫn tiếp 9 đó 95 xin giò luôn tấn công. Khỏe quá. Bài này Mạnh Hào bảo bắp thịt là anh em nghe gì cái mồm ông Hào đây nữa. Không nghe. Bại tướng không nghe. Đây là mỏ vàng đấy, đủ chia sẻ do đã có để đi luôn. Chúc anh Tâm ở Paris một ngày vui vẻ. Ok, cho anh Tâm ở Paris một ngày vui vẻ nhá. Cảm ơn anh Nguyễn Tuấn Dương nhá. Rồi, do đã có để đi luôn đây rồi. Như vậy là gắn đi đánh cung nhá. Ây nhiều voi này. Ba voi. Đấy được, ví dụ Gandhi đây là một quả đang khai thác. Bài Gandhi chính ra là khỏe đấy anh em ạ. Ba voi hiêu đầu quả phụ, bài cũng mắc bêu đến AC đấy. Nhưng mà gặp con Pan lên lời sớm như thế này thì khó cho anh dai lắm. Xiên, nó công giáp rồi. Và 2L vào đầu luôn như gì nữa, tầm này rồi. Tại các bạn đánh cung thì cứ 2L thẳng đầu. Không thể nào dẫy được cả anh em ạ. Gandhi đang cần đóng đa ruộng mà chưa kín nha. Và sẽ có người lên đầu rồi. Xây xong L2 là đang xin 2L đều nâng bánh xe. Không lên chém 4. Ôi giời ơi, ca cứu ơi. Ai cứu anh tôi đơn này đây. Thằng này sắp xử anh tôi rồi. 2L công 4 thế này thì anh trai làm sao mà đỡ được. Thêm một chiếc nhà bên nữa thì em cũng chia sẻ và 2L đá bắt đầu đẩy lên. Hiểu rằng Gandhi đã kín được nhà của mình hay chưa đây. 5 dân ăn vàng lên chém 4 luôn. Nhiều đón lên cái gì cầm nhật đi em. Cảm ơn Đào Văn Cương với 5/3 gửi tặng game thủ nhá. Và bây giờ đi vào kênh nhuận này thì tôi nói thật với bạn chúng dẫy nảy lên thôi. Còn bò nhà mình ruộng thì dẫy nảy rồi. Còn ra bài phạm bên trong dân đập nhựa giò thì lấy đâu dân sửa ruộng. Lại còn công 4 nữa thế này. 4-3-4-5-6 thì anh Nguyễn Nam thành công anh rất nhiều. Đang cố gắng sửa ruộng tới từ game thủ gắt đi. Nhưng 4 lạc đà chém 4 thì anh Tài đỡ bóng mất. Vâng, lạc đà công 4 chém. Tạp lại là 24 đến thủ chia sẻ. Vâng, rất nhiều dân sửa ruộng tới Gandhi và anh ấy vẫn đang sửa được. Và đang bị đi ruộng tới từ nguyên thủ Gandhi. Cảm ơn anh 99 với 6789 gửi tặng nguyên thủ nha. Vẫn là sửa ruộng tới Gandhi, vẫn sửa. Vâng, anh mang 20 dân ra sửa thì em tiêu. Và mất một lạc đà tới thủ chia sẻ. Đùi lại nhịp đánh cho bên cạnh có cung đờ tới Gandhi. Anh ấy đang rất chi trả cụ nhà. Nhưng cái E này nó không nổ. Cái ruộng này và nó cũng không nổ, quá lì tới từ game thủ Gandhi. Hay thế nhở, một pha thủ nhà đỉnh cúp dành cho anh trai làm sao vào được. Đúng rồi, giờ chỉ có game bóng thành thôi. Và lại tiếp tục là chém BE đến chia sẻ, và lần này nó không chỉ là một BE, nó là rất nhiều nhà BE và rất nhiều nhà BE. Lạc đà công 4 lao vào Gandhi không chịu được nữa, 3-0 dành cho game thủ chim sẻ nắng ở trong nội dung Sonadum. Và ta sẽ có một kèo AC ngay sau đây rồi, rất nhanh chóng đến từ game thủ chia sẻ với chiến thắng 3 sao ở trong nội dung cung nội dung solo random. Và anh cũng chờ đợi với nội dung cung đường Asian ngay sau đây. 1-0 nhà chim sẻ, một điểm đầu tiên. Chờ đợi trận đấu tiếp theo, cảm ơn Vương Sĩ Hào với 18.888 đồng. Chúc giải đấu thành công rực rỡ. Thank you anh em nhá. Anh em có thể quét mã QR code đang có trên mình để donate cho game thủ tham gia giải đấu. Cảm ơn anh em rất nhiều. Bạn cảm thấy mệt mỏi sau ngày dài làm việc căng thẳng, bạn cần một nơi để giải tỏa stress và tận hưởng cuộc sống, hay một không gian lý tưởng để tiếp tục cùng bạn bè
đến ngay với hệ thống quán nhậu tự do với 11 cơ sở khắp các quận Hà Nội. Không gian đa dạng, rộng mở, cỏ cây xanh mát, chuyên các món ăn đặc sản, lẩu nướng, hải sản, cùng đội ngũ nhân viên tận tâm, nhiệt tình. Quán nhậu tự do đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng, gặp gỡ, liên hoan, sinh nhật hay tụ tập chơi bóng đá tới quê. Hãy để quán nhậu tự do giúp bạn tìm ra chính mình, bùng nổ, sống động và thực sự tự do. Hệ thống quán nhậu tự do dành tặng ưu đãi 10% tổng hóa đơn cho anh em. Mọi người đặt hàng trước và thanh toán kèm mã chip chạy nắng để nhận ưu đãi. Quán nhậu tự do, đã tự do trong thế giới của ta. Rồi, đây với nội dung cung LG rồi, rất nhanh chóng. Cảm ơn em trai Ninh Anh Dũng nhá. Anh Dai khả năng ăn công chín vào mồm rồi à, đau thế. Chém về E như vậy thì thực ra đó là những cái bài chém về E cơ bản thôi. Thì với những cái bài chém về E như vậy thì mình cũng chém về E được anh em ạ. Có điều là mình chém về E, mình không đen E. Đen được lạc đà thôi. Đánh Trương Hoàng nhá, chào anh em. Hôm nay có phải kèo chung kết, đây là lượt trận cuối cùng của lượt đi rồi. Với anh nuôi 889 với 5 số 2, gửi cả game thủ tham gia giải đấu, chúc giải đấu thành công. Lần nhắn rất là ý nghĩa đến từ anh Dài, cảm ơn anh rất nhiều nhá. Một màu có đầu đang có 7 cây dành cho game thủ chim sẻ trong trận đấu này. Và chúng ta hãy cùng xem là trong nội dung cung LG này thì Gunny có làm nên điều khác biệt hay không. Chứ tôi thấy là cũng khó đấy. Cảm ơn anh 998 với 56789, gửi cả game thủ 19. Một điểm cười rất nhẹ nhàng, cảm ơn Hoàng Lượng với 50 sao nữa nhá, thank you anh. Anh em có thể quét mã QR code đang có trên màn hình để donate cho anh chủ tham gia giải đấu lần này nha anh em. Cảm ơn anh em rất nhiều. Cảm ơn Quang Huy với 5 số 6 3S decor cho anh em ngày càng lớn mạnh, quá tuyệt vời luôn. Hải cho anh hỏi mấy ông em hôm trước họp mời anh về chén rượu có đây không nhỉ? À đây đâu cả. Tầm này cũng là anh em nào uống rượu để mạnh hào uống uống trốn nữa thì em cũng hiểu là anh em uống kiểu gì. Thập như vịt. Thậm chí vì chặt chân mà anh em không muốn được với Mạnh Hào thì cũng là van hòn. Bầy hiệu đầu đánh cho cái thủ chim sẻ của bầy hiệu đang có được 6 con. Ông Hào cũng lấy cái mác là uống rượu khỏe ra để dọa. Uống rượu chơi được một lúc trong mình thấy ngồi bó gối mà đi dọa người ta được. Bên kia đã đốt hết cái thủ chưa? Em đốt hết từ ngay hôm đầu tiên này anh ạ. Em thì với cơ bản là bình luận viên ở trong cộng đồng, cũng đồng hành cùng với cộng đồng gần 10 năm nay rồi. Thì cũng ít lòng nhiều, gọi là nửa ngày công em ủng hộ cho anh em thủ 100.000 Việt Nam đồng ngay hôm đầu tiên. Anh hỏi thăm thì em cũng xin trả lời thật lòng. Cuối lòng nhiều mỗi người một tí thôi. Anh em có nhiều thì donate nhiều, anh em có ít donate ít. Có những anh em donate đến gần cả 100 triệu như là anh Dũng rồi. Có những anh em donate 10, 20.000, 5.000, 10.000 em có cả những anh em donate 1 đồng. Thì về cơ bản ở cái quỹ donate này là để chung tay chung cộng đồng. Anh em nào có điều kiện thì donate nhiều, anh em nào có chưa điều kiện thì có thể xem ủng hộ cũng đã là quá tuyệt vời rồi. Nhưng với những cái quỹ donate như thế này chúng ta mới có thể dễ dàng nhìn thấy mức con số đến thời điểm hiện tại đã lên hơn 200 triệu, thì chắc chắn cộng đồng chúng ta không hề nhỏ, đúng không ạ? Và đây là một cái nguồn thu nhập sẽ giúp cho các thủ có được thêm khoản thu nhập nữa. Và yên tâm về kinh tế, ngoài khoản tiền lót tay khi tham gia giải đấu thì sẽ cống hiến cho anh em toàn tâm toàn ý, đem đến cho anh em những trận đấu cống hiến cố gắng hết sức mình. Thì vẫn rất mong anh em có thể quét mã QR code đang có trên màn hình để donate cho các thủ tham gia giải đấu nha. Cảm ơn anh em rất nhiều. Em chưa sửa quần ở đây anh, em sửa luôn. Ok anh. Rồi như vậy là bầy hươu được đưa về thành công đến game thủ chim sẻ và đang làm vòng nữa đi dò có quả phụ đây rồi. Thì lại cùng xem bài vở trong trận đấu này như thế nào nha anh em. Khi đối đầu với game thủ Gunny. Em chạy thức quý tộc nha, chào anh em. Chạy Tân Tân ạ, hello mọi người. Rồi anh Phạm Quang Chiến với 1.000 đồng đã gửi tặng game thủ tham gia giải đấu. Em chào anh Quang Lâm nhá. Sẻ không bắt được tao. Ai xa. Và ok, có bắt tuyến này, 10.000 đồng gửi tặng game thủ tham gia giải đấu. Anh quá nét. Vâng, donate game thủ và đưa ra một lời thách thức. Sẻ không bắt được tao. em thấy anh hơi nét rồi đấy. Và đã mở có phụ đến từ cái thủ chia sẻ trong trận đấu này. Có anh Nguyễn Duy Thành với từng ví một, chúc giải đấu thành công. Thành công anh rất nhiều nha. Đây là chiếc nhà bé tiếp theo đến từ cái thủ chia sẻ để có thể khai gỗ. Bài hiệu đầu 2 quả phụ, bài rất là đẹp đây rồi. Ok, chào bạn Hải Ba nhá. Và đến với trận đấu này, chúng tôi xin giới thiệu bạn về nhà chợ Kim Cương giải đấu, đó chính là nhà chợ hệ thống quán nhậu tự do với 13 cơ sở khắp các quận nội thành Hà Nội. Anh em nào đang muốn tìm những địa điểm để có những bữa tiệc bên người thân và gia đình mình thì các bạn có thể tìm đến với hệ thống quán nhậu tự do. Rất nhiều những khuyến mãi, những món ăn ngon, những không gian cực kỳ chill đang chờ anh em đến khám phá và thưởng thức. Thì anh em có thể đặt bàn theo đường link mà mình đã để ở phần bình luận để có thể được giảm giá 10% trên tổng bill. Cảm ơn anh em rất nhiều. Đây em mở to cái mã QR code đây rồi ạ, cho anh Đinh Mạnh Quang nhá. Đây em zoom lên rồi, anh em nào mà chưa quét được mã QR code thì có thể quét nhá.
cảm ơn anh Nguyễn Tuấn Dương với 12.345 đồng. Anh em bên Pháp muốn đánh kèo với sẻ thì làm sao Hải? Anh em muốn đánh kèo với sẻ thì anh em cứ inbox cho em xét kèo cho thôi. Đơn giản luôn. Ok anh Hoàng Cung Việt ơi. Đây em cho bẻ mã rồi. Trong khoảng gian chưa giao tranh thì em sẽ phóng to lên một chút. Bởi vì cái đồ ăn, cái cơ cấu của chim sẻ đáng thì anh em đã nhìn ra ngay từ cái thời điểm đầu rồi. MBA thiết kế đây thì, trong khoảng gian chưa giao tranh thì em xin phép mở to lên một chút để anh em dễ dàng quét mã QR code. Đối lên kinh thủ 28/32 đó là tham gia hiện tại đến cho bài đấu này. Tại cái quỹ donate này thì chỉ có mã QR thôi anh ạ, không có số tài khoản. Cái Bùi Hữu Tùng với Tùng Kỳ Năm gửi tặng game thủ tham gia giải đấu. Cảm ơn anh Vương Đình Đạt với năm số 1 gắn đi cố lên. Ok anh. Rồi bắt đầu tăng A tới game thủ chim sẻ rồi. Thêm 10 hiệu nữa dành cho bài đấu này. Và chúng ta cùng xem bài trong trận đấu này thì bài vở của Gunny đang như thế nào khi đối đầu với game thủ chim sẻ. Cảm ơn anh Quý Kara rất nhiều nha, thank you anh. Ok anh Huy ơi, hết trận thì em sẽ zoom to lên bởi vì sắp sửa đến những tình huống giao tranh đây rồi ạ. À, vâng, Gunny đang chốt E và BA với thủ chia sẻ này. Anh ra đi dâng A. BA đây. 31/44 là phần lẻ tại đến thủ chia sẻ và đây là những cái bóng BA Gunny và đúng là Gunny đi dâng A đây rồi. Còn bài đấu dâng A đấy thủ Gunny khi đối đầu chia sẻ ngay trận đấu đầu tiên kèo AC. Đã có bánh xe và tất nhiên là ra được quyền đổ ra giao tranh rồi. Gom thêm dân gỗ ra đập luôn. Không nghe này đã. Vâng, nghe nghe này, kéo dần ra ăn hoang lại những con hiêu tới được vụ chim sẻ. Và thân đầu tiên đã có rồi. Và có một pha bởi bên ngoài đến chim sẻ. Và đây là một bài đánh 5-3 đến cái thủ chim sẻ nắng và cái thủ gắn đi. Cả hai bắt đầu điều quân với nhau. Chưa ai nằm trốn QR nào cả. Cả gắn đi và chim sẻ cũng đang điều giờ. Tháng này là số là 40/44 tới từ cái thủ chim sẻ nắng. Gắn đi có QR thì sẻ có ngay thôi. Và tơn thứ hai chuẩn bị ra rồi. Chưa ai chết cung lừa nào cả, tơn 2 sẽ đã có gắt đi, có tơn 2 luôn. Và tham gia đầu số 4x đang mid E. Đấy là những chia sẻ. Với Nguyễn Ngọc với 25 sao gửi tặng game thủ nha. Gắt đi đang có đúng dốc để có thể đốt A chia sẻ nào. Tham gia là 45/52 với bài đấu dân A này, không phải điều gì đội hai cả anh em ạ. Nhẹ nhàng thôi. Với anh Vi Đức Thuận với 20.000 gửi tặng game thủ trong giải đấu. Trung giải thành công từ Thanh Hóa. Ok, cảm ơn anh em Thanh Hóa rất nhiều nha. Quá nét rồi và bắt đầu có nhiều đội quân gắt hơn tới từ cả chim sẻ nắng và Gunny. Nhưng Gunny đang không bắn được vào cung đường của chim sẻ rồi. Hôm nay thì sẽ ra tràn nào Gunny luôn, tỷ số đã 1-0 dành cho chim sẻ ở trong cuộc đối đầu này, không cửa thua. Và như vậy là cảm ơn Đào Duy Tùng với 6/2 gửi tặng game thủ và 1-0 dành cho game thủ chim sẻ trong kèo AC rất nhanh. 1-0 dành cho game thủ chim sẻ nắng trong kèo AC Real. Và anh cũng chờ đợi đến với trận đấu tiếp theo, trận thi đấu thứ hai trong nội dung cung đường AC Real ngay sau đây thôi. Bạn cảm thấy mệt mỏi sau ngày dài làm việc căng thẳng, bạn cần một nơi để giải tỏa stress và tận hưởng cuộc sống hay một không gian lý tưởng để tiệc tùng cùng bạn bè, đến ngay với hệ thống quán nhậu tự do với 11 cơ sở khắp các quận Hà Nội. Không gian đa dạng, rộng mở, vỏ cây xanh mát, chuyên các món ăn đặc sản, lẩu nướng, hải sản cùng đội ngũ nhân viên tận tâm, nhiệt tình. Quán nhậu tự do đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng, gặp gỡ, liên hoan, sinh nhật hay tụ tập xem bóng đá tới quê. Hãy để quán nhậu tự do giúp bạn tìm ra chính mình, bùng nổ, sống động và thực sự tự do. Hệ thống quán nhậu tự do dành tặng ưu đãi 10% tổng hóa đơn cho anh em. Mọi người đặt bàn trước và thanh toán kèm mã chim sẻ nắng để nhận ưu đãi. Quán nhậu tự do, là tự do trong thế giới của ta. Ok anh em ơi, chúng ta cùng đến với trận đấu này thôi. Có một số anh em đang thắc mắc là tại sao mà anh Donate chưa hiện đấy, anh em thông cảm. Bây giờ thì bọn em đang sang đến trang 2 thì nó sẽ hiển thị dần dần. Kéo đến Nguyễn Phòng với 99 sao gửi tặng cho game thủ chia sẻ nhá. Anh em xem máy gắn đi thì các bạn có thể quét mã, xin lỗi, có thể theo dõi trên fanpage AV giải đấu. Em đang zoom to cái mã QR code để anh em có thể dễ dàng quét mã hơn để đón lên game thủ đây rồi. Và đầu 7 cây về hiệu đầu đã có thì game thủ chim sẻ dẫn trước Gunny với tỷ số là 1-0 và ta đã lên được con số là hơn 206 triệu đồng ở trong buổi tối ngày hôm nay. Cháy Lê Minh Hoàn nhá. Vâng, gần lên được 207 triệu rồi. Anh em có thể quét mã QR code đang có trên màn hình để đón lên game thủ. Cảm ơn anh Phan Hoàng Ngụy với 1-2-5 Bắc Giang No 1. À, ok anh ơi. Bắc Giang No 1 luôn. Rồi em xin phép thu nhỏ mã QR code. Bảy hiệu đã có thì thủ chim sẻ dừng là dừng thông ở trong trận đấu này. Để cùng xem là Gunny liệu rằng có tạo nên đột biến hay không. Và bảy hiệu đưa về chào anh Triệu Phúc Đà nhá. Với anh Cao Thành với 35 sao ạ. Đây bảy hiệu đầu đang có được 6 con. Đấy là thủ chim sẻ và sẽ cố gắng đưa về. Cảm ơn Nguyễn Ngọc Khánh Phong, mình tưởng là Nguyễn Ngọc Khánh Phương. Đã gửi tặng chim sẻ xin lỗi các anh thủ 12.315 đồng. Thổi cho anh em chút gió. Ok anh ơi. À, em chào Nguyễn Công Vũ nhá. Hello anh trai.
bên anh Giai năm mới tình hình nào nhỉ? Này anh Giai im lặng quá, chả thấy hỏi thăm thằng em tí nào. Thằng em phát ốm lên rồi, chả thấy anh Giai hỏi gì cả. Buồn ghê. Cảm ơn anh đuôi 7698 với 7170. Mua bình oxy cho Gatti, thank you anh. Anh em có thể quét mã QR code đang có trên mình để donate game thủ nha. Có anh Tuyền Nguyễn vừa xin chào anh Tuyền Nguyễn nhá. Làm vòng đi do anh ở nước ngoài ạ, ủa anh thế. Cảm ơn anh Hoàng Văn Lượng với 123456, em cảm ơn Hoàng Lượng rất nhiều nha. Thank you anh Giai, chào anh cậu út Hoàng Nguyễn ạ. Anh đi nước nào đây, bao giờ anh mới về? Anh Giai đi nước ngoài này, chết em rồi. Và 1.000 đồng đến từ anh 864, chấp hải Mano Đen 2 dân, vâng xin phép. Anh là ai? Anh ở đâu? Cho xin địa chỉ. Em xin phép dẫn không phải khóc đến chấp anh Đen 2 dân ạ. Và có anh Vũ Văn Đô với 1234 nha. Chúng ta đi dò đến với thủ chia sẻ với bài đấu đang có được hiệu đầu, hiệu phụ 3 voi, bài đủ đồ 3 hiệu 3 voi. Nói chung là bài ok về đồ ăn. Và lại cùng xem ở trong trận đấu này thì chia sẻ nào anh sẽ điếu như thế nào. Đang anh đường chú tí thuốc nhé à. Ok anh ơi, cảm ơn anh công phục rất nhiều. Anh Liên Việt Bình thì STK như nào Hải á? Có anh Nguyễn Chiến với 199 ạ. Chia sẻ đấu thành công tốt đẹp, ok anh ơi. Đây con voi được đưa về với thủ chia sẻ con voi đầu tiên. Tránh như Vinh Hoàng nhá. Thế bảo tí lên Heyo lên hơi vội anh Dài ạ. Voi về đây rồi. Voi tiếp theo là voi thứ hai. Bài 3 voi hiệu đầu. Ở cái quỹ donate này thì chỉ có mã QR code anh em ạ, không có số tài khoản. Đó. Thì anh em cứ quét mã QR code này là được mà anh em. Đây là con voi thứ hai đến chia sẻ. Và đến với trận đấu này, trận thi đấu thứ 2 trong nội dung của ACDN, tôi xin giới thiệu bạn về nhà đại trợ kim cương giải đấu, đó chính là nhà đại trợ hệ thống quán nhậu tự do với 13 cơ sở các quận nội thành Hà Nội. Anh em nào đang tìm những địa điểm để có những bữa tiệc với người thân và gia đình mình thì các bạn có thể tìm đến với hệ thống quán nhậu tự do. Rất mong là anh em ủng hộ cho nhà đại trợ kim cương giải đấu. Hiện tại thì anh em có thể đặt bàn theo đường link mà mình đã ghi vào phần bình luận thì các bạn sẽ được giảm giá 10% trên tổng bill. Rất mong là anh em ủng hộ. Rồi, như vậy con voi thứ ba đưa về đây rồi. Bây giờ chúng ta sẽ lùa chiêu về đóng S2. Chúng ta sẽ có S2 nhân đôi. Cảm ơn anh đuôi 863 10.000 đồng chim sẻ nắng vẫn vô địch như xưa. Xưa này là xưa XC anh nhá. Tránh Nguyễn Lương Lịch ạ. Ok, chào anh luôn. Gì đâu. Cảm ơn anh Nguyễn Trần Dương với 50.000 gửi tặng game thủ ạ. Rồi làm chiếc bé nhân đôi nữa nào. Thêm chiếc nhà bé nữa ở đây. Bài này thì nói chung đồ ăn vẫn là ổn tới từ cái thủ chim sẻ để đối đầu với cái thủ gắn đi. Cháy Tùng Dương nhá. Rồi như vậy bây giờ đưa về. Anh em thông cảm là em có gì có thể tra tên thật của anh em, nhưng mà nếu như mà nó trùng tên với nhân vật lịch sử hay là cái gì đó nó hơi khó nói thì em sẽ không thể tra anh em được. Ok, cảm ơn anh Nguyễn Sĩ Huy rất nhiều nha, thank you anh. Cảm ơn anh Lê Quang Thịnh với 4Q9 ạ. Rồi gom dân để có thể đóng nhận điều kiện thôi. Làm sao để quét mã chuyển khoản Hải? Anh vào ứng dụng ngân hàng, anh chọn phần quét mã QR code, quét mã QR, quét mã QR ấy là có thể quét được thôi. Xong nó hiện cái camera lên, anh dí vào cái là được. Và lần nữa anh có thể nếu như anh không có điện thoại thì anh có thể chụp ảnh màn hình lại, xong vào ứng dụng ngân hàng chọn quét mã QR, sau đó thì anh chọn phần thư viện ảnh ấy, là thường nó sẽ ở bên góc tay phải của cái phần ứng dụng quét mã QR đó. Trái Nguyễn Văn Tuyến nhá. Hải không ăn được tao. Ok Nguyễn Văn Anh 6789. Anh thích không? Anh ta vào đây. Đừng đùa. Nhìn gầy 50 cân này thôi nhưng mà nuốt này hơi khó đấy. Khó đấy. Khó anh em thấy khó ạ. Như ba phải tảng đá luôn. Đó anh Hoàng Văn Tiến với 5 số 1 nha. 11 cam bằng chào Hải Hà Đông. Ok anh Tiến ơi. Hello anh Dài. Đã bắt đầu cơ cấu ra ruộng, tới những thủ chim sẻ một cánh ruộng rất là to tròn như thế này thì tôi nghĩ là nhiều khả năng cụ Gunny hôm nay đi 9-0 là cao đấy. Trên kinh này lần sau gọi tên anh thôi, đừng gọi cả họ, giật mình bỏ miệng. Ok anh Vũ ơi. Sorry anh, tại vì em quen tại tên phúc anh để vậy thì em đọc vậy thôi. Ấy trời ơi, cảm ơn anh Vũ rất nhiều nhá. Ok anh, hy vọng là hôm nào về anh em mình giao lưu tí nhỉ. Toàn xương không ăn được à? Đúng rồi. Đấy. Thì cảm ơn anh Trần Hải Ngọc Thắng với 100k gửi tặng game thủ nha. Hải cho xin đi kíp giữ body 50kg. Ôi trời ơi, đêm 7 ngày 3 vào ra không kể. Thế tôi mới tê anh em có hỏi. Cay ghê. Ok Vũ ơi. Cảm ơn Vũ Đức Kiên với 1274 gửi tặng game thủ tham gia giải đấu ạ. Anh em nào mà không quay được màn hình điện thoại thì anh em cập nhật ứng dụng Facebook này là được nhá. Rồi 5A tới vụ chia sẻ trận đấu này.
Cảm ơn anh Nguyễn Hồng Hoàng với 5 số 9 gửi tặng game thủ tham gia giải đấu ạ. Hôm nay em ta chưa thấy tên nào 7 số 9 anh em nhở. Hôm nay anh Dũng này đi đâu rồi? Đó, tân giờ đầu tiên đã có giải quyết sự thử này trước. 10k cũng chào thấy ủng hộ viên, 1k cũng chào thấy ủng hộ đến 10k. 3 số 7 gửi tặng game thủ tham gia giải đấu, gấu khổng lồ. Chào anh Thanh Hoàng nhá. Anh cầu cầu ra ruộng, game thủ chim sẻ và tân giờ đầu tiên đẩy đi. Mục tiêu của chúng ta đang là góc 3 giờ. Cảm ơn anh Nguyễn Văn Bằng, 5 số 2, chúc cộng đồng AOE ngày càng phát triển. Thành chú anh rất nhiều. Giọng Hải hôm nay như sắp khóc ấy à. Đang ngồi cười phớ đớ đây. Của trong góc này đi ra đâu đấy. Nhà có ý ruộng nào. Ôi anh Gunny ơi, 500k đến từ anh Phạm Ngọc Dung gửi tặng game thủ tham gia giải đấu lần này. Thank you anh. Rất tuyệt vời đến từ anh Dung với 500.000 Việt Nam đồng gửi tặng game thủ tham gia giải đấu. Và năm nay đang ở số là 52/56 đến từ chim sẻ các team Dương Nga rồi. Ok, anh Hồ Xuân Khánh, anh bình tĩnh ạ. Nó chưa cập nhật lên thôi anh trai ơi. Anh cứ bình tĩnh. Danh sách donate nó đang hơi dài. Với Nguyễn Sĩ Huy với từ quý 2. Gửi Hải Cốc Trà Đá. Ok anh. Đây rồi, gần đi bắt đầu hôm 3. Cái thủ trẻ của anh Dương Nga. Với thế Dương Nga vào muộn như thế này mình nghĩ là khó quá. Em vào muộn này khó. Cảm ơn Trần Ngọc Tú với 102 sẻ 02 AOE. Ok anh, tỷ số 2-0 với người thủ chim sẻ. Rất nhanh chóng và đây cũng trả lời với trận đấu tiếp theo. Chung kết sớm gần đi kèo AC. Khó nhỉ anh em chưa? Với một game thủ đang đứng đầu bảng xếp hạng và đối đầu với một game thủ đang ở top cuối của bảng xếp hạng thì rất khó để Gunny có thể dãy ruộng khi đối đầu với game thủ chim sẻ. Cái đuôi 893 với 12345, anh em vui vẻ. Thank you anh nhá. Bạn cảm thấy mệt mỏi sau ngày dài làm việc căng thẳng? Bạn cần nơi để giải tỏa stress và tận hưởng cuộc sống hay một không gian lý tưởng để tiệc tùng cùng bạn bè. Đến ngay với hệ thống quán nhậu Tự Do với 11 cơ sở khắp các quận Hà Nội. Không gian đa dạng, rộng mở, cỏ cây xanh mát, chuyên các món ăn đặc sản, lẩu nướng, hải sản cùng đội ngũ nhân viên tận tâm, nhiệt tình. Quán nhậu Tự Do đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng như gặp gỡ, liên hoan, sinh nhật hay tụ tập chơi bóng đá tới quê. Hãy để quán nhậu Tự Do giúp bạn tìm ra chính mình, bùng nổ, sống động và thực sự tự do. Hệ thống quán nhậu Tự Do dành tặng ưu đãi 10% tổng hóa đơn cho anh em. Mọi người đặt đặt trước và thanh toán kèm mã chip sẽ nắng để nhận ưu đãi. Quán nhậu Tự Do, ta tự do trong thế giới của ta. Ok anh em ơi, cảm ơn anh đuôi 789 với 5 số 1 gửi tặng game thủ và kêu viên vừa cập nhật tổng tiền donate đến thời điểm hiện tại chúng ta đã lên con số là 209 triệu Việt Nam đồng. Trong buổi tối ngày hôm nay gần lên 210 triệu rồi ạ. Anh em có thể quét mã QR code đang có trên màn hình để có thể donate cho game thủ tham gia giải đấu lần này. Cháy Vũ Quốc Cường nha, cháy anh em. Và đến ngày hôm nay chúng ta đã lên được con số gần 210 triệu Việt Nam đồng rồi. Rất tuyệt vời. Quả đầu của Bảy Hiếu đã có game thủ chia sẻ cái Nguyễn Đức Hiền với 100.000 nha. Một màu quả đã có được 13.56 cây. Đấy là bài đấu này và đang có một bầy hươu đầu gần nhà rừng là rừng dừa. Cũng hoàn toàn sẵn sàng với những bài đấu đi dâng Nga. Với Lê Nhật Nam với 939. Và đây là một quả đầu đến từ game thủ chim sẻ đây rồi. Có thêm cái rừng. Một siêu cấp với 01 Carbon. Ok cảm ơn Hoàng Lượng nha. Với Lê Viết Bình với sau số 9 gửi tặng game thủ tham gia giải đấu lần này. Quá tuyệt vời đến từ anh Dài. 1 triệu Việt Nam đồng dành cho anh em tham gia giải đấu. Chủ tịch quán nhậu Tự Do đó chính là anh Tuấn Nguyễn anh ạ. Quả 7 á. À thế à, vâng như vậy là em xin lỗi anh em nhìn nhầm. Hóa ra đây là một quả 7 à. 1, 2, 3, 5, 6, 7, quả đầu 7 cây. Ok, quả 7 thì vẫn thế thôi. Vẫn nét. Và 1 triệu Việt Nam đồng đến từ anh Bình, rất tuyệt vời. Cảm ơn anh Ngô Minh Hương với từ quý 3. Đồn đến ít Hải Kinh anh đúng không? Okay. Anh lại nói như vậy. Em đã tâm sự với anh em rất là nhiều rồi. Tức là anh em có nhiều đồn đến nhiều, anh em có ít đồn đến ít. Điều quan trọng là cộng đồng chúng ta chung tay lại để tạo nên nguồn thu nhập cho anh em game thủ. Cống hiến cho khán giả, cống hiến cho chính anh em đang xem. Những quý vị khán giả đang theo dõi cho iStream. Những trận đấu hay, những trận đấu hấp dẫn. Anh em có điều kiện đồn đến nhiều. Anh em không có điều kiện, không cần đồn đến cũng được. Chỉ cần theo dõi đã là ủng hộ cho cộng đồng chúng ta rồi. Đúng không ạ? Và đây là con yêu được đưa về. Con yêu được đưa về tới cái vụ chia sẻ trong trận đấu này. Bảy hiệu đang có được 7 con. Có thêm con sư tử đây, cánh rừng là cánh rừng thông đây rồi. Cảm ơn anh đuôi 237 với 5.000 Việt Nam đồng để tặng ít vụ tham gia giải đấu. Ok anh em. Đây, Bảy hiệu đưa về, cảm ơn anh Nguyễn Văn Mạnh với 10.000 nha. Chuyển tiền gửi cái game thủ cấp nước chè. Ok anh. Hai Bảy hiệu tới game thủ chia sẻ đây rồi. Và giò đã có để đi luôn, viết nội dung đơn nhất như thế nào. Anh quét mã QR code chuyển khoản thì sau đó anh nhập nội dung vào là anh có thể gửi thông tin thông điệp cho các anh em game thủ. Em chào anh Tuấn Nguyễn nhá. Giới thiệu anh em, anh Tuấn Nguyễn đó chính là chủ tịch của hệ thống quán nhậu Tự Do, nhà đại trợ kim cương của giải đấu lần này đang vào theo dõi chương trình đang đối đầu gắn đi. Xin phép anh Tuấn Nguyễn là em lại gửi lại một két ở quán nhậu Tự Do số 2 đến không ha, em lại dài em sời nốt cái Nguyễn Hoàng Nam với 1234 gửi tặng anh em game thủ nhá.
Làm bóng đưa đi dò tới từ game thủ chim sẻ sẽ cũng hiếu nghĩa và đây sẽ là ép đầu. Với như thế bài rộng như thế này thì sẽ hoàn toàn lựa chọn một bài đánh đi dâng ngay, nhưng mà đồ ăn nó đang chưa thực sự là đẹp để có thể đối đầu với game thủ Gunny. Ok, cảm ơn Nguyễn Văn Tuyền nha. Cảm ơn anh đôi 866 với thứ 9 Gunny cố lên. Và đến với trận đấu chung kết sớm dành cho anh thủ Gunny ở trong nội dung cung đường Asirian. Chúng tôi vẫn xin giới thiệu bạn về nhà tài trợ Kim Cương giải đấu, đó chính là nhà tài trợ hệ thống quán nhậu tự do với 13 cơ sở khắp các quận nội thành Hà Nội. Anh em nào đang tìm những địa điểm để có những bữa tiệc với người thân và gia đình mình thì các bạn có thể tìm đến với các cơ sở của hệ thống quán nhậu tự do với những món ăn cực kỳ là ngon, đa dạng, đặc sắc. Cộng với đó là những cái không gian, tôi nói đặc biệt với anh em là không gian của hệ thống quán nhậu tự do là một không gian thực sự tuyệt vời, với những không gian từ phòng VIP riêng tư cho đến không gian ngoài trời sân thượng, hay là những cái view ở những cái khu đô thị. Những khu đô thị cũng có thì anh em có thể đến bất kỳ một cơ sở nào của hệ thống quán nhậu tự do để trải nghiệm những bữa tiệc với người thân và gia đình mình. Rất mong là anh em ủng hộ cho nhà tài trợ Kim Cương giải đấu đã 3 mùa giải trôi qua, và nhà tài trợ hệ thống quán nhậu tự do vẫn đồng hành cùng cộng đồng ai chúng ta thực sự tuyệt vời. Và anh em có thể đặt bàn theo đường link mà mình đã ghi phần bình luận để có thể nhận được giảm giá 10% trên tổng bill nữa nha. Anh em Hải Phòng nhà mình ơi, anh Ngô Mạnh Hào ạ. Anh em Hải Phòng nhà mình ơi, hôm nay thì kèo đấu của Mạnh Hào và cái thủ Xe Long tạm hoãn, nên là Mạnh Hào đang vào để theo dõi chim sẻ đá, nghiên cứu đối thủ à. Ok, nghiên cứu thôi. Ở trong giai đoạn lượt đi của League 1 thì Mạnh Hào đã giành thắng trước chim sẻ đá ở trong nội dung Random Bắc Biển. Ở đây con bò đưa về BS tới cái thủ chim sẻ. À, giải quyết con này thôi. Bài đánh 27 giống quen thuộc tới cái thủ chim sẻ. Cảm ơn anh đuôi 834 với 1.000 đồng. Ấy trời ơi, anh này lại đi đâu nhanh này. Đã mò lọ mọ đây rồi. View ở Ocean bắn lên đẹp thật là ok anh em. Rồi các bạn tiếp theo đưa về, Gunny phi hộ cái cá lên rồi. Thì Gunny đi dâng A thì chúng ta lại đánh thủ vậy. Ôi, lên sớm thế. Bài đấu lên đời rất sớm tới từ cái thủ Gunny. Cái Nguyễn Văn Tuyền với 7531 gửi tặng cái thủ tham gia giải đấu nha. Đây là BA và đây là BM dành cho cái thủ chia sẻ trong trận đấu này. Kẻ vẫn nét quá. Cảm ơn anh Bùi Văn Bình với 50.000 Việt Nam đồng ạ. Bài kích đời ở trong đầu 10 tới đối thủ chia sẻ, và gặp một bài đấu dâng A thì chúng ta sẵn sàng với những huống, đó chính là đi ăn hoan thôi. Chip Boy còn chơi không phải dạo con anh ơi, Chip Boy thì vẫn đang đầu quân cho team Ego anh em nhá. Rồi đã APA thứ hai rồi, vậy kịp không? Không phải à? Vậy anh sẽ quyết định không phải nữa. Phải e để có thể rút được dâng A của game thủ Gunny. Cái Nguyễn Đình Trung với từ kỳ 9 người tặng em game thủ nha. Rồi phải được rồi, như vậy là Gunny sẽ đóng được 3 APA. Và giải quyết thêm mấy hiệu nữa thì chim sẻ muốn đóng hết nhân đôi. Đang lùa mấy hiệu này về. Chúng ta đã vẩy được 3 móng BA kia rồi. Rồi Nguyễn Sĩ Huy gửi Đại Hải vì thuốc nào và ok anh. Nếu như có một tiếng đập móng E thì sẽ là bị xử thua luôn. Xử thua luôn để tất nhiên là sẽ không thể đập móng E được rồi. Và đóng A chéo tới từ cái thủ Gunny. Rất tinh tế. Và sẽ bắt đầu tăng A. 28/36 là thao này dạy như bài đấu này. Gửi lời nhắn cho anh em thử quét mã QR code là có thể donate game game thủ, và khi mà anh em chuyển khoản để donate anh em game thủ thì anh em có thể nhập nội dung vào là có thể nhắn gửi cho anh em game thủ rồi. Nhanh thôi không đau đâu, cảm ơn 876 với 10.000 Việt Nam đồng nhá. Rồi thêm bao nhiêu nữa thì bài đấu này. Rồi anh đuôi 089 với 5/6. Chúc giải đấu thành công, thank you anh. 4A tới thủ Gunny và sẽ đang ăn hoàng 2 bầy hiêu. Và cũng là 4A bầy A tới thủ chim sẻ. Nhớ dần dần ra được bạn, nhưng mà Gunny vẫn xây được 4A bầy A ở đây. Và tính cũng xem trận đấu này thì anh em sẽ đấu như thế nào. Gunny đập E chim sẻ đáng bắt ra sửa thôi. Bỏ hết bầy A Gunny rồi. Dâng A nhưng mà bị khóa. Dâng giờ đầu tiên 4A. Vậy thêm E bên này nữa, nâng gỗ 2 luôn. 4A gỗ 2 đó lựa chọn chim sẻ. Có đánh Nguyễn Cảnh Toàn với 6789 nhá. Chúc giải đấu thành công, có đánh 2 bên hoàng với 1234. Nhưng mà đánh nốt được có 1 cung đường Gunny thôi. Còn 3 cung đường nó đã thoát ra ngoài. Đây, các bạn vẫn đang có cả dân để đập E nhanh chóng để có thể giải thoát đến cung đường mình sẽ có tân đầu. Và tỉa ngay hai dân này đang đập E và tỉa cả cung đường các bạn thôi. Đây, chắc chắn là con cung đường này sẽ phải nằm xuống. Đầu tiếp theo để từ với thủ dân đi. Ăn được 1 cung đường các bạn, 2 cung đường các bạn, ăn thêm 1 dân và sẽ có con cung đường tiếp theo nằm xuống. Với tân cung đường đầu của chim sẻ đáng. Bỏ gỗ vẫn đang được, bỏ hoa vẫn đang còn. Tân cung đường tiếp theo gần gì đã không còn rất lỗi. Cái Nguyễn Văn Thầu với 1.000 đồng nhá. Rồi bắt hết toàn bộ cung đờ khu vực nhà AI của Gunny tuần tiếp theo. Đến từ anh Dài, và lại cũng dần khóa rồi. Rất khó đấy, thì Gunny và anh ấy không tụ được quân. Khổ quá, đi dần này gặp ngay thằng này nó nhốt BA của anh thì làm sao anh Dài đánh được. Rồi anh Đăng Trí Cường với 123456 ủng hộ giải đấu, thank you anh rất nhiều nhá.
hai là 38/48 ngày bài đấu này, và anh ấy bắt đầu đi quản, ra mang anh chủ chia sẻ rồi, mà không được quân đi quản, đắc sân trường với 26/26 và tỷ số là 3-0 dành cho game thủ chia sẻ ở trong nội dung Cup AC. Và đây sẽ đến với nội dung đạt được mắt biển ngay sau đây rồi, khỏe quá, hủy diệt luôn rồi. Cảm ơn anh 568 với 6789 gửi tặng anh em game thủ nha. Đây sẽ đến với nội dung ra được mắt biển ngay sau đây thôi. Khả năng là hủy diệt rồi. Bạn cảm thấy mệt mỏi sau ngày dài làm việc căng thẳng? Bạn cần một nơi để giải tỏa stress và tận hưởng cuộc sống, hay một không gian lý tưởng để tiệc tùng cùng bạn bè? Đến ngay với hệ thống quán nhậu Tự Do với 11 cơ sở khắp các quận Hà Nội. Không gian đa dạng, rộng mở, có cây xanh mát, chuyên các món ăn đặc sản, lẩu nướng, hải sản, cùng đội ngũ nhân viên tận tâm, nhiệt tình. Quán nhậu Tự Do đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng, gặp gỡ, liên hoan, sinh nhật hay tụ tập xem bóng đá tới quê. Hãy để quán nhậu Tự Do giúp bạn tìm ra chính mình, bùng nổ, sống động và thực sự tự do. Hệ thống quán nhậu Tự Do dành tặng ưu đãi 10% tổng hóa đơn cho anh em. Mọi người đặt hàng trước và thanh toán kèm mã chip chạy nắng để nhận ưu đãi. Quán nhậu Tự Do, ta tự do trong thế giới của ta. Đấy, và em ra đến với nội dung ra được mắt biển cho Son tới đủ chia sẻ ở trận đấu đầu tiên. Và tổng số tiền donate chúng ta đến thời điểm hiện tại đã lên con số là 209.947.000 Việt Nam đồng rồi anh em ạ. Gần được 210 triệu rồi. Anh em có thể quét mã QR code đang có trên màn hình để donate cho anh em thủ tham gia giải đấu nha. Thực ra thì với phong độ hiện tại thì cũng thực sự rất khó rồi Gandhi. Mấy vòng đấu đầu tiên thì ok anh Gandhi còn khỏe khỏe, nhưng mà sau cái kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán ấy thì phong độ Gandhi đang thụt lùi và anh đang tụt khá sâu ở trên bảng xếp hạng. Khi mà đứng ở vị trí áp chóp vị trí thứ 7. Nháy quân ngay cũ ơi. Đấm nghe, và bên kia là người cầm IA. À đây rồi. Cơ hội Gandhi. IA sẽ đánh giá nhỉnh hơn cho Son ở trong nội dung ra đường mắt biển, và liệu rằng game thủ Gandhi có được chiến thắng nào hay không thì hãy cùng chờ đợi. Làm vòng đi rồi, cái Bùi Hữu Tùng với 1-2-3-4 nha. Bây giờ đầu tiên tới từ cái thủ chim sẻ với mỏ có đầu 7 cây, một mỏ cá ở gần phần đất liền đây rồi. Và làm vòng đi dò. Vớ ngay về sẻ ở nhà đang có việc gấp, khổ thân bạn tôi à. Ok anh ơi. Rồi như vậy là có thêm một cái ao nữa từ cái thủ chim sẻ. Bài này để đâu Yamato, cái thủ gần đi sẽ rất là căng. Em chào anh An Kevin nhá. Nhưng bây giờ đến từ cái thủ chim sẻ quả phụ đây rồi. Mỏ quả này vẫn có thể đóng gờ để khai thác được. Có thêm mấy mỏ cá, có thêm cánh rừng. Nhìn hòn đảo của chim sẻ đang có vẻ nó hơi nhỏ anh em ạ. Của anh đuôi 963, 3.000 đồng của ít lòng nhiều. Chúc anh em game thủ vui vẻ, thank you anh rất nhiều. Anh em có nhiều đốn lên nhiều, có ít thì đốn lên ít. Điều quan trọng là chúng ta tích tiểu thành đại, góp gió thành bão và chung tay để xây dựng một cộng đồng ngày càng phát triển hơn nữa. Đây con voi đầu tiên đưa về từ game thủ chim sẻ rồi. Map đấu đang có vẻ là hơi xấu đến từ game thủ chim sẻ với vài cầm cho son này. Khi đối đầu với anh trai Gandhi, cái Nguyễn Đức Phương với 5/5 gửi tặng anh em game thủ nhá. Thank you anh. Cái Hoàng Đức với 4052. Chúc anh em sức khỏe. Ok anh ơi. 15/16 đó thắng lại để cho thủ chim sẻ và thêm bóng nữa đi dò. Cố lên Gandhi ơi, map biển win nào. Ta cũng kiểu như Mạnh Hào đúng không? Cái Vũ Quang Luận với 1.000 đồng ạ. Map đang hơi xấu. Ed nhân đôi với cánh rừng và hai mỏ cá. Chim sẻ thua đi đến từ anh Nguyễn Tô Thành với 99 đồng để tặng anh em game thủ. Sẽ lại thua nhỉ. Đang vào chuỗi 6 trận thông đây anh lại bảo thua. Cơ cấu dân để có thể khai thác mấy mỏ cá này thôi. Họ cho dân khai thác cá. Và vừa đến với trận thi đấu này, trận thi đấu đầu tiên trong nội dung đang được mắt biển. Chúng tôi vẫn xin giới thiệu bạn về nhà chợ tập trung giải đấu, đó chính là nhà chợ hệ thống quán nhậu Tự Do với 13 cơ sở khắp quận nội thành Hà Nội. Anh em nào đã tìm những địa điểm để có những bữa tiệc bên người thân và gia đình mình thì các bạn có thể tìm đến với hệ thống quán nhậu Tự Do. Rất mong anh em ủng hộ cho nhà chợ tập trung giải đấu, và anh em có thể đặt bàn theo đường link mà mình đã ghi phần bình luận thì các bạn sẽ nhận được giảm giá 10% trên tổng bill nữa nha. Cảm ơn anh em rất nhiều. Như vậy là một tơn lên dốc và cân hơi sư tử tới từ chia sẻ trong tình huống vừa rồi. Cho Son công hù gặp IA nào à? Ok anh. Tưởng gì đơn giản. Phù cho Son nó rẻ đúng không ạ? Đây vàng đây. Phù hết thuyền của IA cho anh Hào xem nhá. Có anh đuôi 713 với 2.167 đồng. Chúc giải đấu thành công. Thank you anh. Rồi làm cái bé nữa để ăn cá trong ao nào. Người trong ao hồ. Đây sẽ là chiếc BS nhân đôi. Đấy, làm thêm tí cá cho nó gút. Đấy, có thêm một cá đây rồi. Cảm ơn anh Trần Đình Chiến với 5/5 90 à. Tránh với ngọc ngữ nhá. Đây, có thêm 3 mỏ cá đây nữa thì chúng ta cũng hoàn toàn có thể cơ cấu chiếc nhà đốc để có thể xin thuyền con. Đấy, từ cái vụ chim sẻ. Và đang đi dò đây. Nhà đốc chắc đóng ở mặt hướng 6 giờ đây rồi. Đây, đóng đốc ở đây. Đây, ui, nhiều cá thế, bê rồi.
chuyển khoản anh em có thể nhập nội dung ấy, anh em nhập nội dung chuyển khoản là có thể nhắn gửi cho anh em game thủ thôi. Cảm ơn Nguyễn Duy Anh về từ quý 9 nhá. 9-0 sẽ có một catwalk bây giờ em nhé. Ok anh Tuấn ơi. Vâng, anh Tuấn Nguyễn, chủ tịch của nhà trợ kim cương giải đấu hệ thống quán nhậu tự do. Vâng, 9-0 một catwalk bây giờ luôn. Em thì vẫn đã gửi cat đấy, mỗi anh em làm cat nhờ. Nét quá. Hello anh Đặng Tùng Vi á. Anh live vào live chưa có comment gì của anh IBMB với 50.000 Việt Nam đồng gửi tặng anh em thủ ạ. Rồi, anh Đặng Tùng Vi đâu rồi? Rồi, nâng cấp trận gỗ dành cho cái thủ chim xe trong trận thiếu này. Và đây là chiếc nhà đốc đầu tiên. Cảm ơn anh Nguyễn Mạnh Tuấn với 5 số 9. Chúc anh em cộng đồng tiểu lượng ngày càng cao. Tiểu lượng luôn 32 dân được gắn đi đối kiếp cũng sắp nhiều tiền cá này á. Kinh vậy. 32 dân rồi kìa. Ai ghê đấy à. Rồi, trên D2 thôi. Rồi, chuẩn bị có đơn thuyền chiến đấy, mình sẽ rồi. Thuyền chiến bắt đầu có. Cảm ơn anh tôi 237 với 39 nhá, anh em 37 mình ơi. Hình như là Gandhi chủ động là chơi nhiều thuyền cá đấy. Gandhi hay có đơn xin thuyền cá bị các bạn chậm trên thuyền chiến. Là bị đủ ok luôn đấy, 3D chia sẻ đây rồi. Đây rồi, đây là thuyền chiến của IA. Thuyền chiến này của Yamato thì máu nó sẽ rất là sâu. Chia sẻ cho mình tụ. Gandhi vẫn có thuyền chiến ở thời điểm này, lên đời 3 xong và ra sẽ có được công nghệ đó chính là thuyền to. Phải là công nghệ thuyền to và đang tụ thuyền con đến chia sẻ. Anh có nét nội dung chưa kịp đọc thôi rồi em ơi à. Ok, sau đi anh Tuấn Nguyễn nhá. Em kiểm tra lại của anh Tuấn Nguyễn anh gái. Và 32 trên 36 là tham lại dạy dành cho bài đấu này. Và đang bắt đầu tụ những con thuyền to của mình. Nhà gắn đi ở trong góc 3 giờ đây rồi. Chúng ta đi đổi sớm hơn đối phương. Đây rồi, thuyền của gắn đi vẫn là thuyền con thôi. Không phải là thuyền to. Và đây là thuyền chiến đến từ cái thủ gắn đi. Chưa hóa thuyền to và sẽ lao vào để sẵn sàng với tình huống đó là triệt hạ những đơn vị thuyền cá của đối thủ. Phải triệt hạ được thuyền cá đối thủ các bạn. Để đối thủ được thuyền cá chúng ta sẽ rất là mệt mỏi vì trận này sẽ không thuyền cá. Gandhi đã có thuyền to cho bản thân mình. Bài đấu ở góc 3 giờ để thủ Gandhi. Và bắt đầu bắn được thuyền chiến của đối phương. Châu máu thì chúng ta cố gắng tận dụng lợi thế là đông. À đội bạn 3 đốc rồi này. Khỏe nhờ. Gandhi đang đánh thuyền cá cũng rất là nét, à xin lỗi thuyền chiến rất là nét ở trong buổi tối ngày hôm nay. Đã có tới 3 đốc tới từ Gandhi và đang bắt đầu kéo thuyền để sửa. Hay, ở đốc tiếp theo chúng ta đẩy vào 3 đốc đều. Gandhi cũng đang dùng các thuyền chiến thôi. Hôm nay là 44 trên 48 dành cho nghiệp vụ chia sẻ trong trận đấu này. Đang xả được của nghiệp vụ Gandhi. Và con thuyền Yamato thì có nhiều máu lắm em ạ. Thuyền chúng ta 160 máu, thuyền bạn hơn 200 máu cơ. Làm lại 4x tới từ dưới đủ chim xe. Rồi, cơ công chim xe đều có thể khai thác cá ở đây. Với một thế trận như thế này để đánh biển với đội đoạn là cũng hơi khoai cho những đủ chim xe rồi đấy. Còn Yamato nó đang rất là chất lượng. Liệu rằng chim xe đang có giành chiến thắng ở trận đấu nào này không để vượt khó. Và nuôi hy vọng chúng ta có kết bia đấy từ anh Tuấn. Chờ anh Đặng Văn Dũng với 20.000 Việt đồng của tặng em viên thủ nhá. Thế mè. Còn trước cái eo biển này thì bạn hoàn toàn chưa đi vòng. Đấy, Phạm Trung Kiên với 7956 nhá, theo của anh. Đây rồi, thuyền chiến Gandhi bắt đầu đẩy ra. Và sẽ đang mang dân ra để có thể sửa những con thuyền sẽ hỏng của mình. Và tiếp tục với em biển này. Con này thì nó cũng là thuyền của kẻ này rất là nhiều. Nên kể cả thuyền Gandhi cũng sâu nhưng mà không thể nào lao vào được. Cảm ơn Nguyễn Hữu Bình với 123456 nhá. Chúc anh em thi đấu tốt, thank you anh. Chưa có dấu hiệu của đổ bộ tới từ cả hai game thủ đến thời điểm này. Với ngôi chiến thoại 579, chúc anh em chúc các em thắng được cu sẻ 9.000 đồng gửi từ anh nuôi 579, thank you anh. Đó là chiếc bên mới thôi. Chiếc bên mới cho thủ chim sẻ vẫn đang đứng ở eo biển này. Gandhi đi vòng ấy không nhở? Thế có tuyển chiến mới mà vẫn đang sửa thuyền. Chim sẻ vẫn đúng là Gandhi đi vòng rồi. Bắt buộc là Gandhi phải đi vòng. Chứ nếu mà cứ đi qua cái eo biển này thì không thể nào vươn ra ngoài được anh em ạ. Không thể vươn ra được. Tạm lại đầu số là 57 trên 64 dành cho nhiệm vụ chim sẻ nháng. Đang cố gắng để có thể khai thác những mỏ cá ở phần nhà đốc của mình. Và tuyển chiến Gandhi bắt đầu vươn ra ngoài. Và anh Nguyễn Trung với 50.000 gửi tặng anh em nguyên thủ. Chúc giải đấu thành công, thank you anh. Đã lên của chúng ta hơn 210 triệu Việt đồng ở trong buổi tối ngày hôm nay rồi. Anh em nhanh chóng quét mã QR code đang có trên màn hình để donate anh em nguyên thủ. Chứ kèo này mà ba không làm mệt đấy. Đấy, anh em sẽ không kịp quét đâu. Rồi, Gandhi phải đẩy lùi vào rồi. 40 dân Gandhi sẻ 39 dân Gandhi vẫn đang sắp dân đều quét đây. Hay thế nhở. 1-3-1-6 đến từ anh Nghiệp gửi tặng cho game thủ Gandhi. Mày rất nhiều. Sẻ bắt đầu chiếm được eo biển ở mặt 6 giờ.
chính xác là mặt ba rồi, còn keo biển giữa ba này nữa. Ở nhà mà cô đang cực kỳ chất lượng với cái lượng máu của nó. Nó nói sẽ bắt đầu có một hy vọng phải tách thuyền đi sâu bên trong nên cái bản giữ bản đồ này đang hơi thọt so với của Candy và chiếc nhà đốc mới. Bốn nhà đốc đều luôn, Candy chúng ta bốn đốc đều và có thêm một thuyền cá nên Candy sắp dân rất là đều anh em ạ. Candy có thuyền cá nên sắp dân rất đều để có thuyền cá trận đấu này. Và đang rất khó để đủ chia sẻ. Đáp lại là 55-72, nếu như mất tiền thì tỷ lệ thua chúng ta sẽ là rất cao. 5x đó là thằng này đủ chia sẻ. Candy bắt đầu tràn ra được giữa bản đồ rồi. Tham lai 60, dân ăn cá đã đứng chơi hết rồi. Vấn đề bây giờ của chiến trận đắng là không có thuyền cá và không còn thịt nữa. Và đang bung ra ngoài để ăn thêm thịt. Khả năng bất biển là rất cao, thế giới đủ chia sẻ rồi. Và thì bắt đầu áp sát đến nhà đốc của chiến trận đắng. Càng ghét cả mấy người chiến này chỉ 52.000 để tặng em viên thủ nhá. Tham lai 60 thì cho bài đấu này rồi. Rất khó để dùng chia sẻ. Candy đang có đội thuyền của Yamato. Nó đang quá trâu. Sẽ đang có nhiều thuyền mới cơ. Hiện tại cũng sẽ vẫn đổ của anh chị. Đang quá và khoai rồi. 1-0 dành cho Candy trong nội dung ra được mặt biển. Chiến thắng đầu tiên dành cho đại sư ở trong buổi tối ngày hôm nay. Trước game thủ chim chiến thắng. Rất may mắn là không bị X0 đến từ Candy rồi. Sẽ cùng trận đấu với trận đấu thứ 2 trong nội dung ra được mặt biển ngay sau đây rồi. Khó quá, trận này không chơi được. Bạn cảm thấy mệt mỏi sau ngày dài làm việc căng thẳng? Bạn cần một nơi để giải tỏa stress và tận hưởng cuộc sống, hay một không gian lý tưởng để tiệc tùng cùng bạn bè? Đến ngay với hệ thống quán nhậu tự do với 11 cơ sở khắp các quận Hà Nội. Không gian đa dạng, rộng mở, có cây xanh mát, chuyên các món ăn đặc sản, lẩu nướng, hải sản cùng đội ngũ nhân viên tận tâm, nhiệt tình. Quán nhậu tự do đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng, gặp gỡ, liên hoan, sinh nhật hay tụ tập xem bóng đá tới quê. Hãy để quán nhậu tự do giúp bạn tìm ra chính mình, bùng nổ, sống động và thực sự tự do. Hệ thống quán nhậu tự do dành tặng ưu đãi 10% tổng hóa đơn cho anh em. Mọi người đặt hàng trước và thanh toán kèm mã chip chiến thắng để nhận ưu đãi. Quán nhậu tự do, ta tự do trong thế giới của ta. Ok anh em ơi, chúng ta cùng chờ đợi với trận đấu tiếp theo thôi. Cảm ơn anh Trần Phú Oai với 11.111 đồng gửi tặng em kia thủ kênh YouTube chim sẻ đắng AME là chính chủ anh Fake. Dạ chính chủ anh ạ. Solo IA. Gần rồi. Không nghe. Vâng, để Gunny có được một chiến thắng ở trong buổi tối ngày hôm nay gần như là một thất bại. Đây là một cái đầu đến từ kia thủ chim sẻ. Bỏ qua 7. Solo IA. Gunny đánh thuyền ác phết nhờ. Đây, gặp IA dâng thôi, thế bây giờ IA gặp IA thì có dâng nữa không anh nào. Đánh biển nhá. Đây là một cái đầu 7 cây tới từ game thủ chim sẻ. Các anh đuôi 910 với 4321. Chúc mọi người xem chế vui vẻ. Các anh Hoàng Đức Quý với 6886. Bắc Cạn chào anh em game thủ. Ok anh em Bắc Cạn đây. Solo IA. Con này cân thôi. Nhưng mà đi dò đầu tiên. Một mỏ cá ở gần bờ biển của game thủ chim sẻ đáng. Quan trọng là cái hòn đảo của anh em nó cho anh em những tài nguyên như thế nào. Nó có nhiều rừng hay không. Có voi đây rồi. Có nhiều cá hay không. Chim sẻ đáng vừa mất một két bia rồi. Anh Tuấn treo thưởng 9-0, két bia thì sẻ mất rồi. Bay két bia rồi, sau trận thua vừa rồi. Đảo đang chưa thấy rừng nhá. Đảo là rừng xa. Rồi, đã bắt đầu có rừng ra. Dành cho game thủ chim sẻ. Cái nuôi 697 với từ quý 1 gửi tặng em game thủ. Anh em Gatling VN chúc giải đấu thành công. Ok anh em Gatling VN đây. Rồi, quả phụ. Và gặp sư tử, con voi đầu tiên sẽ đưa về. Con voi cô đơn thôi. Đây, quay đầu luôn, may đây là dân IA, chúng ta kịp cua. Dành cho anh đủ chim sẻ. Con voi đầu tiên đưa về đây rồi, thành công. Ổn luôn. Cái Bùi Văn Hùng với từ quý 6 tặng em viên thủ nhá. 26 Sơn La, chào anh em. Cảm ơn anh em 26, cảm ơn anh Đặng Văn Kiên với từ quý 5 ạ. Đây là hòn đảo, anh đủ chim sẻ. Và cái hòn đảo này thì nghĩa nó sẽ kéo dài đến về mạng 9 giờ nữa cơ. Khoảng này sẽ vẫn còn rừng. Chứ không thể nào mà trên một hòn đảo bạn chỉ có một cái rừng duy nhất như thế này được. Thế thì bịp quá. Đây sẽ là S đầu để game thủ chim sẻ. Gặp sư tử thêm rừng dừa. S đầu thiết kế. Đấy đuôi 022 với từ quý 9 nhá. Một chút ủng hộ anh em giải đấu. Thank you anh. Đấy bây giờ đang có khoảng bao nhiêu anh em xem nhở. Để xem nào. Đang có khoảng gần 10.000 anh em. Đấy. Của anh em 10.000 thôi. Là cũng ra gì đấy. Thế mấy yêu đương có thể đóng nhân đôi. 90 Hà Nam chào anh em nhé. Ok anh em. Thêm mấy yêu nữa vào đây mỏ quả đưa thủ chim sẻ rồi.
Jennifer. Và như vậy là đây là chương trình BG để có thể khác. Tình hình anh em Hải sẽ solo kết bia rồi à? Ok, Tuấn đây. Solo luôn. Hai mỏ cá đây, chúng ta sẽ làm cái BS để ăn cá không? Như vậy là làm một chiếc nhà đốc luôn. Một con Yamato chúng ta ra thuyền sớm. Cảm ơn anh Nguyễn Văn Khánh với 50.000 gửi tặng em đi thủ nha. Dizini khó đọc quá. Dizini à? Dizini, ok, thank you anh. Đi nhậu không phải thôi à? Xong kèo đã anh. Xong kèo này anh em thích thì lên quán nhậu tự do gặp em thôi. Em thì ra quán nhậu tự do anh em gặp em, anh em chịu nào được. Đi ở đấy em gửi mấy két rồi đây này. Nguyên là chủ tịch hệ thống quán nhậu tự do, anh Nguyễn Tuấn cho là nó mấy két rồi. Anh em làm sao chịu được em? 808 với 28 dân đấy, đủ chim sẻ. Và là thêm một chiếc nhà bé nữa. Bé nhân đôi rồi, đến Trần Việt Anh nhá. Có anh đuôi 697, bây giờ chúng hai gửi tặng em game thủ, anh em get link. Okay. 29/32 là con lại đại đến trong bài đấu này. Cả hai game thủ đều được cầm Yamato. Và chúng ta hãy cùng xem là trong trận đấu này thì ai sẽ người gì thắng cầu hơn anh Nguyễn Duy Thanh với 50.000 gửi tặng em game thủ ạ. Đã có 3 con thuyền cá dành cho chim sẻ đây rồi. Tạm thời đang có một chiếc nhà đốc, đây là chiếc nhà BB. Chúng ta sẽ có tầm 3 đến 5 thuyền cá ở khoảng thời gian từ đời 1 đến đời 2. Thì cái nguồn lực chúng ta nó sẽ ok hơn, 70% gì đó rồi, 70% tinh thần gỗ, 4 thuyền cá rồi. Mình nghĩ là sẻ sẽ không xin lên thuyền, không xin lên thuyền cá nữa đâu. Và đây sẽ trên nhà BL từ game thủ chia sẻ của anh Phạm Văn Sơn với từ vị trí gửi tặng em game thủ nhá. Đấm ghe nữa đây. Chiến chiến chưa? Đang chặt gỗ D2. Đây sẽ trên nhà BD tiếp theo từ chim sẻ đang chờ gỗ. 100 gỗ cho một chiếc nhà D, xin con giò để chạy quanh nhà mình xem có bị dâng hay không. Chiến chiến đã ra đây rồi. Tránh nhất đạo độc cô nhá. Rồi, anh Lai Gandhi đang ở đâu? Điểm số Gandhi đang khá là cao của anh Nguyễn Tình Nam với Tùng Quý Năm. Với anh Triệu Văn Kham với 5 số 1. 11 cao bằng trái anh em nhé. Ok anh em 11 đây. Chào con to chạy quanh hòn đảo mình xem Gandhi đang ở đâu nào. Có thêm một thuyền nữa. Có chiếc nhà đốc tiếp theo. Đã bắt đầu có dựa vào tí te nhưng đó là con sư tử cắn rồi đây rồi. Như vậy đây là hòn đảo quý của Gandhi. Thế giò đang chạy trên bộ để có thể kiểm soát rồi. Và Gandhi đang có 2 thuyền chiến đến nhà chim sẻ. Chúng ta đang bắn được 2 dân của đối phương. Thuyền cá đang bị chơi vào. Đang có thuyền chiến tới chim sẻ đang để quay lại chơi dân này. Đến đời ra xong. Phải gom được đó chính là những con thuyền chiến mình lại cái đã. Mát biển phủ được thuyền các bạn đã thoải mái ngay. Đây thuyền chiến của Gandhi. Gom hết lại nào. Thêm một chiếc nhà đốc mới đó chính là nhà đốc thứ 3. Đây là thuyền chiến Gandhi đang đuổi thuyền cá chim sẻ. Đã chuẩn bị thuyền to đây rồi, có thuyền to luôn. Và chắc chắn Gandhi sẽ người được rút lui. FC Ngọc Hiệp chào anh em, cảm ơn anh đua 992 nhá. Bây giờ những thuyền chiến Gandhi đang chạy đến mặt 12 giờ rồi. Nhà đê thứ 4 tới từ chim sẻ. Rất trâu đốc. Con đảo rẻ cũng rất là rộng anh nhìn nhỉ. Cái đảo rẻ nhiều rừng hơn đấy. Với đuôi 045 với chú ý 5 nhá. Anh em GMI cũng thể nó thành công. Đây, cái rừng này chỉ bán vào rồi thì có mấy cái thuyền móc phía sau. Kéo thuyền chiến về đỡ rồi. Cay nhờ. Sau mông nhà như vậy còn hòn đảo nữa kìa. Đây rồi, đây là thuyền chiến của cái chủ cắn đi. Đang tạm 2 bé. Đi đâu con sâu. Chạy hồ. Đây là thuyền cá của cá đang bị khát. Phải trả đũa ngay. Thêm chiếc nhà bé mới đây rồi. Bắt được 2 thuyền chiến xong. Rồi anh Đinh Nguyên BDS với 500 sao gửi tặng cho cái thủ chia sẻ nha, thì cứ anh Nguyên nhá. Để anh em họ Đinh, rất nét. Chết rồi ngồi với anh Đinh xong, anh Nguyên nhé. Đinh Nguyên. Upline ở số là 4x dành cho cái thủ chia sẻ trong trận đấu này. Và đang có số luyện với những thủ chia sẻ đang có thể thuyền đẹp hơn. 1-1-8 là còn lại đại trong bài đấu này, các anh đang đánh biển rất nét trong buổi tối ngày hôm nay. Anh em có thể quên bao nhiêu cốt đang có cho mình để có những thử tham gia giải đấu nha. Ta đã gần lên số 211 triệu đấy anh em ơi, 210 triệu rồi. Rồi đẩy lùi tân thuyền của ý thủ Gandhi nhưng mà thể vừa mất hết thuyền cá, mất hết thuyền cá thôi. Điều thôi. Biển không phải ghe đâu anh em ơi.
Rồi, đây là con thuyền của đối phương. Vâng, đang cố gắng tụ thuyền chiến dành cho cái đủ chiến xe. Đây là thuyền cá đội bạn. Giờ đi bắn thuyền cá của đủ bắn đi để giảm bớt nguồn lực của bạn lại. Chúc Gunny đi thắng xe bắt biển ở ok anh Linh Nguyên đây. Đang 2 là 48 trên 56 đây cho bài đấu này. Đây đôi 969 với 56789 trên thằng Yên Viên Thuẩn đấy ạ, chú anh. Đây là thuyền cá của cái đủ Gunny, nó sẽ ra đi quét thuyền cá đối thủ một đơn. Vâng anh Đình Hoàng Đình Nguyên và cái Đình Nguyên với 6 số 3 gửi tặng cho anh em game thủ Đình Nguyên VDS Thái, chúc mọi người vui vẻ. Ok anh ơi, đang đấu thuyền với cái thủ Gunny tới từ trẻ nào với tham lai là số là 4x và đang gom thuyền đẩy lùi những thuyền chiến của bạn rồi các bạn, rất nhiều thuyền chiến đỏ máu cháy bùng bùng đây rồi. Rồi chơi tham lai là 48 trên 56 thì bạn đóng này rồi đẩy lùi những con thuyền của đối phương. Bốn nhà đốc để cho anh thủ chim xe đã bắt đầu dần dần chiếm được, đó chính là mặt biển. Đây, chuyển chiến đội quân đây. Đánh lên trọng nhá. Còn anh em các linh viên đang gửi tặng anh em nguyên thủ tham gia giải đấu nha, thank you anh em. Đoàn 33 dân đến từ cái thủ Gandhi trẻ, 34 dân nhưng mà thuyền thủ Gandhi đang khá sâu. Chiến sĩ vật chim trẻ đang gặp khó với Ngô Hạnh Hưng Yên với Nguyễn Đình Việt với 7998 ạ. Đây là nhà đốc của ý của Gunny và trẻ đang liên tiếp bị đẩy lùi trên mặt biển. Gunny đang sóng thuyền rất trâu và nét 48 trên 52 đó là thằng này giải trên mặt này. Con thuyền của ý của Gunny mặc dù là bốn nhà đốc đều nhưng chim trẻ Gunny vẫn đang rất trâu. Thực sự như vậy, rất trâu thuyền của Gunny. Và đây thuyền chiến của anh ấy ở nhà với Nguyễn Đức Tiệp với thứ quý năm của ý lòng nhiều. Ok anh ơi, và ngư dân của chúng ta đã bắt đầu tù rồi. Còn cái nhung dừa nữa ở mặt 11 giờ thì phải, nhà đốc có thể đã bị ốp và mất cái eo biển này rồi. Sẽ bắt đầu mất cái eo biển của mình. Phải đi vòng. Tham lai là 55, đám mít e liên tục cái gì chia sẻ. Với đuôi 115 với 6 số 3, 5 số 1 thì đặt cái đối thủ ủng hộ giải đấu nhá. Ok, chậm đây. Tham lai là 54 trên 64 đây chim sẻ bắt đầu ốp vào nhà đốc của anh thủ Gunny rồi. Gunny đang kéo đốc của chiếc ốp gắn con thuyền mình về bắn hết thuyền cá của đối phương tên này. 5x dành cho anh thủ chim sẻ đang tụ những con thuyền mình rồi. Cảm ơn anh Đặng Thanh Hải với 123 gửi tặng anh em game thủ nhá. Đấy đừng rất xấu rồi đào cảng vàng đã đổ bộ rồi. Ai da, quật ngay ban dân này thôi. Đã có BL thì Gunny rất hay. Vâng, vừa đánh thuyền vừa đổ bộ với chim trẻ nắng tới từ cái thủ Gunny. Chúng ta đang quật được một dân đối phương, còn một cái nhà BL ở đây nữa sẽ chưa đào vàng, lấy gì chống. Vâng, phải ăn vàng để có một tơn, đó chính là thủ P tới từ cái thủ chim trẻ. Tham lai là 58 trên 68 trên bài đấu này. Gunny vừa đánh biển và vừa đổ bộ luôn. Hải có bóng chưa? Chưa anh ơi, tầm này đang được không thích gì. Đấy, chúng ta múc sau. Chém được ai? Vâng, dù sẻ đã hết rồi, phải hỏng rồi. Khả năng là 2-0 cho Gunny. Có nhìn thấy cái viễn cảnh này đang quá quen mà 2-0 dành cho Gunny ở trong nội dung đang được bắt biển. Rất bất ngờ. Rất ghê dành cho anh thủ Gunny đánh bắt biển đang cực kỳ nét. Và tỷ số là 2-0 cho Gunny trong nội dung đang được bắt biển. Anh em thấy Gunny đánh hay thì các bạn có thể quét mã QR code đang có trên màn hình để đón hết game thủ tham gia giải đấu anh em nhá. Những trận đánh bắt biển rất hay từ game thủ Gunny. Đào sẻ hết rừng rồi. Vừa đánh biển vừa thả bộ chim sẻ từ Gunny luôn. Nét thật. Bạn cảm thấy mệt mỏi sau ngày dài làm việc căng thẳng? Bạn cần một nơi để giải tỏa stress và tận hưởng cuộc sống hay một không gian lý tưởng để tiệc tùng cùng bạn bè? Đến ngay với hệ thống quán nhậu Tự Do với 11 cơ sở khắp các quận Hà Nội. Không gian đa dạng, rộng mở, vỏ cây xanh mát, chuyên các món ăn đặc sản, lẩu nướng, hải sản cùng đội ngũ nhân viên tận tâm, nhiệt tình. Quán nhậu Tự Do đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng, gặp gỡ, liên hoan, sinh nhật hay tụ tập xem bóng đá tới quê. Hãy để quán nhậu Tự Do giúp bạn tìm ra chính mình, bùng nổ, sống động và thực sự tự do. Hệ thống quán nhậu Tự Do dành tặng ưu đãi 10% tổng hóa đơn cho anh em. Mọi người đặt bàn trước và thanh toán kèm mã chip trẻ nắng để nhận ưu đãi. Quán nhậu Tự Do, ta tự do trong thế giới của ta. Chúng ta sẽ đến với trận chung kết sớm dành cho anh thủ chim trẻ nắng ở trong nội dung đoàn đường bắt biển thôi. Anh em có bảo là nhà nhưng mà anh em thấy câu chuyện ông đảo sẽ là một hòn đảo rất là to, nhưng hòn đảo to lại không có rừng, và khi hết rừng thì tất nhiên là gãy. Cụ đã chọn sẵn bình ga rồi này. Gunny hôm nay lại bơi khỏe thế nhỉ. Chúng ta được hơn 211 triệu trong buổi tối ngày hôm nay rồi anh em ơi.
anh em vẫn có thể quét mã QR code trên màn hình để donate game thủ tham gia giải đấu lần này anh em nhá. Anh em thấy Gunny đánh hay không ạ? Bơi khỏe phết nhờ. Rồi đây là trận đấu này. Min Wan rồi. Trận này mà thua ra thì chịu. Min Wan Summer quýt. Min Wan đây chim sẻ nắng đối đầu với Summer Ryan trong tay của ý thủ Gunny. Và quân này thì chắc chắn là chim sẻ nắng đã nhìn hơn Gunny ở trận đấu này rồi. Đeo mỏ quả đầu đến từ ý thủ chim sẻ nắng. Một mỏ quả 1, 2, 3, 4, 5 và 6 cây. Bài cầm Min Wan. Vâng, cầm anh Nguyễn Văn Trung với 1 triệu viên đồng gửi tặng anh viên thủ tham gia giải đấu lần này. Sẻ thắng kèo mắc biển anh donate 5 triệu. Đây rồi. Ơi giời ơi, hành trình người đi gỡ. Vâng, thắng kèo mắc biển donate 5 triệu luôn. Tới từ anh Nguyễn Văn Trung. Và đây là một lời thách thức đến với game thủ chim sẻ. Mặt không biến sắc nữa rồi. À lại cười rồi. Rồi. Thay mặt anh em game thủ em xin. Min Wan đây rồi. Ok Trung ơi. Và hơn 212 triệu đồng trong buổi tối ngày hôm nay. Thắng kèo ma biển nữa, donate 5 triệu đến anh Trung. Ok ok ok. Thế là kia phải đưa ra câu chuyện là à, tao hiểu thằng sẻ rồi, hóa ra nó là kèo donate. Em yêu anh. Là vòng đi dò đến từ game thủ chim sẻ với những cái rừng như thế này. Và thực ra là thì trong hai trận đấu đầu tiên các bạn thấy con cho son map đầu cũng là map đấu xấu. Con IA vừa rồi là map đấu mà ít rừng. Mặc dù đảo rất to, bây giờ thì quả phụ không ăn được rồi này. Quả phụ không cho đóng G. Còn Min Wan đấy, nhưng mà quả phụ không đóng được G, chưa đồ lùa về. Chưa chắc đang giòn đâu. Với Nguyễn Quang Chiến với 1.000 đồng gửi tặng anh em game thủ. Chúc Hải Mõm chém gió thành bão. Hải Mario. Mario thì biết nghe nó nét. Mõm. Mõm là mõm nào anh? Em hơi bị nét đấy. Chết rồi. Mà này quả đầu, à xin lỗi, quả đầu 6 cây bị chặt gỗ mới đóng G. Thêm cái nữa quả phụ không nhai được. Voi thì không thấy đâu, hiệu cũng chả thấy đâu cả. Bờ biển ngay trước cửa nhà thì không thấy cá. Cảm ơn anh 889 với 20.000 Việt đồng thì tặng em viên thủ nhá. Hai voi đây rồi. Vâng, chưa chắc đã thắng được trận này đâu anh em ạ. Thiếu đầu chưa thấy, cá thì không thấy đâu cả, con voi đầu tiên đưa về. Summer lại dâng lên, nó lại đổ bộ cho phát là cũng rách việc đấy chứ. Nhìn bài của sẻ này là cũng hơi khó bo rồi. Thêm một cái yêu nữa để chịu chim sẻ. Làm chiếc nhà bé thôi. Có voi đây rồi. Đây sẽ đầu. Càng phê này, cảm ơn Nguyễn Văn Ba với từ Nguyễn Ba nhá. Cháy vùng trời bình yên, 889 nữa sao anh. Đến bầy hiêu. Bài voi hiệu quả phụ cũng đã ok đến game thủ chim sẻ đây rồi. Và con voi thứ hai sẽ đưa về. Chào anh em 26 nhá. Và đến với trận đấu này, trận đấu chung kết sớm dành cho chim sẻ nắng ở trong nội dung Random Map Biển. Chúng tôi vẫn xin giới thiệu bạn về nhà tài trợ Kim Cương giải đấu, đó chính là nhà tài trợ hệ thống quán nhậu tự do với 13 cơ sở các quận nội thành Hà Nội. Anh em nào đang tìm những địa điểm để có những bữa tiệc với người thân và gia đình mình thì các bạn có thể tìm đến với hệ thống quán nhậu tự do. Rất mong được anh em ủng hộ cho một đơn vị đang đồng hành cùng chim sẻ nắng studio để phát triển cộng đồng Việt Nam. Hiện tại thì anh em có thể đặt bàn theo đường link mà mình đã ghi phần bình luận để có thể nhận được khuyến mãi 10% trên tổng bill khi đến tại các cơ sở của hệ thống quán nhậu tự do. Cảm ơn anh em rất nhiều. 23/28 chim ăn ra phải ra đây sớm thôi. Cái bài này là không ăn được quả phụ rồi. Thôi em đi đâu. Không ăn quả phụ rồi, bài này không ăn quả phụ rồi. Càng phết đấy. Bây giờ làm sao để chim sẻ nắng bật lại kèo ra được mắt biển này. Anh em nguyện dâm cổ. Làm cái bé nữa. Anh em chưa bao nhiêu này rồi. Rồi con thuyền cá bắt đầu ra rồi, cho thuyền cá hoạt động nhanh nào. Chỉ trượt thôi. Rồi bây giờ mới chỉ chuẩn 27 dân. Và thêm một dân nữa thôi là chúng ta sẽ dừng dân kích đời. Rồi kích đời như vậy là 82x. Bài 28 dân nữa chim sẻ. Và tiếp tục xin thêm thuyền cá. Một con thuyền cá chỉ có 34 gỗ thôi anh em ạ. Và bây giờ sẽ phải tìm vị trí đóng D2. S2 thì có đây rồi. Có làm có cá để đóng cốc 2 ra, còn có thuyền cá mà ăn thôi. Cái Đình Tùng Chelsea với 35 sao của dạng chia sẻ nhá. Anh em GMI fan ruột chia sẻ. Ok anh ơi. Thank you anh em GMI nhá. Rồi thêm chiếc nhà D nữa tới từ cái thủ chim sẻ tránh đỗ chính ạ. Và cảm ơn anh Nguyễn Văn Trung với 1 triệu Việt đồng nữa gửi tặng cho game thủ tham gia giải đấu lần này. Cố lên sẻ. Ok anh ơi. Và hy vọng anh Trung có thể inbox trực tiếp vào fanpage AOE giải đấu để bọn em có thể liên hệ và có được cái contact của anh để sẵn sàng với những buổi tri ân, những buổi gặp gỡ anh tại hệ thống quán rượu tự do với một buổi tri ân top donate nữa anh ạ.
Hy vọng anh có thể để lại thông tin cá nhân để bọn em liên hệ với anh Trung nhá. Thank you anh. Đấy, Trung đang donate rất mạnh anh em thủ rồi, 213 triệu anh em ơi. 11-19 với bài 32 dân lên chim sẻ. Và đang chưa biết gắn đi ở mặt nào cơ. Đây, chưa biết gắn đi mặt nào. Huyền cá này rất là nhiều rồi, còn không có đất nữa. Đối đầu Trung Marian, đối với anh đuôi 697 với tư quý 6. Anh em biết đi viên, Trung sẻ đấu thành công, thank you anh. Cái Nguyễn Đức Tiệp với tư quý 5 nhá, tránh Nguyễn Thao ạ. Anh Trung có thể comment trên livestream đó anh Trung ơi. Đến thêm mấy cái 28 dân nữa gắn đi, quyền chiến đã bắt đầu có thì chia sẻ rồi. Điều thì đang đi về mặt 3 giờ này. Đây là đảo, không đảo bây nhiêu này là đảo nhà gắn đi rồi. Đảo bây nhiêu này là đảo gắn đi như vậy. Đốc 3 thì, đảo sao yêu lại sang bên đảo phụ kìa anh em. Yêu sang đảo phụ cả bên Bùi Thế Hoàn với 1919 nhá. Đó, chuyển chiến là xin đều, chia sẻ. Chưa thấy có động tĩnh gì tới từ cái thủ gắn đi cả. Chuyển cá này rất là nhiều đây rồi, chuyển chiến đầy đây rồi. Đây nào, đi ngay trước cửa này thôi. Ra gom những con chuyển chiến lại. Pin thì giá thuyền nó rẻ anh ạ. Đây, đang thuyền cá to luôn, gắn đi bỏ biển đến bộ rồi. Không thấy có biển đấy, gắn đi 29 tân. Nhìn qua nước dưa này, gần như là nước dưa bỏ biển đánh bộ đấy, gắn đi. Ok anh Tuấn ơi, đây ạ. Em thẳng lời có một của anh Tuấn, anh Nguyễn Tuấn, chủ tịch hệ thống quan trọng tự do. Đây. Vâng, đi vào một tơn để có thể xem Gandhi đang có bài đấu như thế nào. Kene trong nhà này thì... À đây, đây anh hai đây rồi, thông quật. Rồi, dụng anh cái việc đã. Anh cho thành 15 số 5 nhá. Rồi, như vậy là với một thế trận như thế này thì Gandhi có một chút chưa, đó là đổ bộ chia sẻ thôi. Chia sẻ giải trình chiến được quanh phần dẫn điểm như thế rồi. Rồi, có cái thừa đấy Gandhi. Và mỏ gỗ Gandhi đang bị chơi vào. Lần này tận Việt Nam để ủng hộ nữa thôi, trận này có thua rồi. Trận này cửa thắng lên tới con số là 80% đấy anh em ạ. Bài Gandhi xấu. Và thôi, hành trình của những người đi gỡ anh em nhá. Tháng này là 52 thì bài đấu này. Em chào anh Đại nhá. Đấy, thượng chiến chim sẻ đây. Đây nhà cái thủ Gandhi. Gandhi không nắm đốc luôn. Đây rồi, đây là cái thủ Gandhi đang chạy quanh bờ biển. Và đang bắn thuyền cá với thủ chim sẻ, chúng ta đi ăn cá xa thôi. Đơn giản như ăn rổ. Và cảm ơn anh Nguyễn Văn Trung với 1 triệu viên đồng nữa gửi tặng cho anh em game thủ tham gia giải đấu lần này. Thank you anh. Nãy giờ là 3 triệu đến anh Trung rồi thì phải. Hơn đấy, em biết phải hơn 3 triệu đấy ạ. 4 xe đeo à. 3 x dân tôi gắn đi sẽ 4 x dân rồi. Thuyền bắn cung bờ thì cũng sợ anh em ơi. Rất tuyệt vời thì anh Trung 214 triệu viên đồng, gần 215 triệu rồi anh em ơi. Gần 215 triệu viên đồng trong buổi tối ngày hôm nay rồi anh em. Anh em có thể quét mã QR code trên màn hình để có thể cổ vũ cho chiến thắng. Lộn cái bàn ở trong kèo đang đứng mắt biển này đúng không ạ? Bất ngờ kèo ra được mắt biển đấy luôn. Anh em thấy có ổn không ạ? Bắt đầu xin viện trợ cho dân sang đóng BA thôi. Dân cung A hay áo vào nhà đối phương. Dân đã bắt đầu đứng chơi. Làm cái bet mới luôn. Ở đây đây. Cảm ơn anh Đỗ Văn Thi với thứ 9 gửi giờ. À xin lỗi, 5 số 9 gửi tặng anh em game thủ. Chúc giải đấu thành công. Anh Trung có thể comment một câu gì đó trên livestream không ạ? Anh Trung ơi, anh có nghe thấy em nói không ạ? Gandhi đang giải cung R ở bờ biển để tránh những tình huống để bắt những tên đổ bộ chim sẻ thì đúng hơn. Đây, 5 tên lên cái cơ sở này. Tên thả đây đóng cái nhà chính trước. Chuẩn là đóng cái nhà chính trước anh em ạ. Đóng nhà chính trước đóng A. Thì lúc đó chúng ta có thể xin được thêm dân ra như sẻ đóng A luôn rồi. Tham lại 70 thì chim sẻ có Gandhi có cháy ruộng là hẹn bị bắn nổ đấy. Ok, em cảm ơn anh Tuấn rất nhiều nha, thank you anh Tuấn. Ê, bình luận nhiệt lắm em ơi, quá nét anh ơi. Em cảm ơn anh Nguyễn Tuấn rất nhiều nha, thank you anh. Rồi, bắt đầu tăng A, chia sẻ cung A là hai áo đây rồi. Với những con cung A hai áo và những con thuyền chiến để có thể hỗ trợ trên bờ biển như thế này thì đây sẽ là một cơ hội rất lớn để cho chiến thắng có thể rút ngắn cách biệt. Gandhi chỉ là một bài đấu đánh bộ và không có nhà đi. Không có nhà thuyền tới được linh mục Gandhi. Và với một thế trận như thế này thì sẽ rất là dễ để cho chiến thắng có thể triển khai một cái thế kết thúc luôn đối thủ từ đời 3 hoặc cũng có thể là vươn lên đánh đời 4 với đội bạn. Và đây là dân tới được chúng sẽ đóng hai chiến thắng này luôn. Và chúng ta sang nhà Gandhi cướp rừng. Chúng ta sẽ sang nhà Gandhi để có thể đóng nhà chính ra cái gỗ bên này. Thuyền cá rất nhiều ở nhà D rồi và Gandhi bắt dân ra đây với cái gì này. Ôi nhầm anh ơi. Em nhiều cũng A lắm anh ạ. Đây đóng cái nhà chính ở đây ăn gỗ thôi.
thế thôi. Và tỷ số là ứng dụng dành cho con là 1-2 dành cho cái bộ chiến trận thắng ở trong nội dung random map biển. Chúng ta cùng trở lại với trận đấu tiếp theo ngay sau đây thôi. Trở lại với trận đấu tiếp theo ngay sau đây nha. Bạn cảm thấy mệt mỏi sau ngày dài làm việc căng thẳng, bạn cần một nơi để giải tỏa stress và tận hưởng cuộc sống hay một không gian lý tưởng để tiệc tùng cùng bạn bè, đến ngay với hệ thống quán nhậu Tự Do với 11 cơ sở khắp các quận Hà Nội. Không gian đa dạng, rộng mở, có cây xanh mát, chuyên các món ăn đặc sản, lẩu nướng, hải sản, cùng đội ngũ nhân viên tận tâm, nhiệt tình. Quán nhậu Tự Do đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng, dù gặp gỡ, liên hoan, sinh nhật hay tụ tập chơi bóng đá tới quê. Hãy để quán nhậu Tự Do giúp bạn tìm ra chính mình, bùng nổ, sống động và thực sự tự do. Hệ thống quán nhậu Tự Do dành tặng ưu đãi 10% tổng hóa đơn cho anh em. Mọi người đặt hàng trước và thanh toán kèm mã chip chiến thắng để nhận ưu đãi. Quán nhậu Tự Do, ta tự do trong thế giới của ta. Ok, anh em có thể hướng mắt lên màn hình đâu ạ? 2 triệu Việt Nam đồng đến từ anh Nguyễn Văn Trung gửi tặng game thủ chim sẻ, và anh đã để lại số điện thoại cực kỳ đẹp ở trên livestream. Và bọn em sẽ cố gắng liên hệ với anh. Yes. Sẻ thắng donate 10 triệu. Ok chưa các cú ơi? 10 triệu dành cho game thủ chim sẻ thắng. Xin lỗi dành cho anh em tham gia game thủ giải đấu này. Vâng, nếu như chim sẻ thắng dành chiến thắng ở trong nội dung ra đường bãi biển, và đây là Summerian cho game thủ chim sẻ. Tôi chưa kịp nhìn quân của Gunny, anh em có thể cập nhật quân Gunny giúp em đúng không ạ? Sẽ thắng nội dung ra đường bãi biển này thì anh em thủ sẽ có thêm 10 triệu đồng nữa đến từ anh Nguyễn Văn Trung. Quá ghê. Summerian tới từ game thủ chia sẻ trong trận đấu này. Và đây cùng chờ đợi quân của game thủ Gunny thôi. Khi mà tân vừa rồi thì tôi nhìn nhầm, tôi chưa kịp nhìn. Vâng, AC dành cho game thủ Gunny. Summer AC, đó là quân của cái game thủ ở trong trận đấu này. Và anh Trung vẫn đang donate rất cháy cho game thủ tham gia giải đấu lần này. Và sẽ thắng donate 10 triệu. Rất ghê. Quá tuyệt vời đúng không anh em? Anh em có thể quét mã QR code đang có trên hình để có thể donate anh em tham gia, anh em game thủ tham gia giải đấu lần này anh em nhá. Rất mong là anh em ủng hộ cho game thủ chúng tôi. Và anh em hoàn toàn yên tâm, 100% số tiền donate này sẽ dành cho game thủ tham gia giải đấu, với 60% dành cho các game thủ tham gia League 1, và 30% dành cho game thủ tham gia League 2, và 10% dành cho game thủ tham gia League 3. Anh Trung nào nét thế? Anh Trung này là xin giới thiệu anh chủ tịch, xin giới thiệu anh chủ tịch Tuấn, anh Trung này là nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung đây ạ. Anh nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung này sáng tác bài Kiếp Đỏ Đen của Khánh Vương đây ạ. Và xin trân trọng giới thiệu chủ tịch hệ thống quán nhậu Tự Do anh Nguyễn Tuấn là như vậy. Và xin cảm ơn anh Phạm Ngọc Dũng với 500.000 gửi tặng em game thủ tham gia giải đấu. Chúng ta lên con số là 216 triệu Việt Nam đồng cho buổi tối ngày hôm nay rồi. Hơn 216 triệu rồi. Gần 220 triệu rồi anh em ạ. Anh em có thể quét mã QR code đang có cho mình để donate cho những chia sẻ nha anh em. Anh xin lỗi, donate tất cả game thủ tham gia giải đấu lần này. Và đây là vòng đầu tiên sẽ đưa về. Quá tuyệt vời dành cho game thủ chúng ta trong buổi tối ngày hôm nay thì rất tuyệt vời. Và đây là vòng đầu tiên được đưa về dành cho game thủ chia sẻ. Có một bài đấu được cầm Superian. Thế nào tuần trước chưa được ngồi à em ơi? Nhạc sĩ bận sáng tác à? Tuần trước thì chị Nguyễn Trung bận đi công diễn đấy ạ. Thì tuần này anh để lại số điện thoại rồi. Thì tuần tới anh em mình sẽ ngồi với nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung anh Tuấn nhá. Hôm đấy thì hy vọng là anh có thể thiết kế thêm quả đàn piano đấy. Đúng rồi. Anh Trung ngồi đàn piano, em hát Kiếp Đỏ Đen và cái chưa là bài hit của Khánh Vương đấy. Ui, quá cháy luôn. Thì em hát karaoke cho anh em nghe luôn. Được không ạ? Em còn nữa giờ khổ quá nữa, tôi đã bảo anh em bao lần rồi là Kiếp Đỏ Đen là của Khánh Vương, anh em cứ cãi của Duy Mạnh. Thợ hát ngày xưa chỉ hát bài Chiếc Khăn Dấu Ấm thôi đúng không ạ? Dừng dù cái nhà rất nhiều đây rồi. Và thêm vòng nữa đi dò đến từ cái thủ chim sẻ, bài đã có quả phụ 5 cây ở trận đấu này. Không có Kiếp Đỏ Đen là của Duy Mạnh cả, Kiếp Đỏ Đen là của Khánh Vương, em chỉ biết thế thôi. Vâng, em không biết gì cả, Kiếp Đỏ Đen là của Khánh Vương, còn Chiếc Khăn Dấu Ấm mới là của Duy Mạnh. Không nghe em đừng trêu em rồi. Chỗ này có 3 mỏ cá đóng cái bếp đây là quá ngậy rồi. Không, như vậy là một chiếc nhà đốc đến từ chia sẻ luôn. Ok, vâng, cảm ơn anh Ngô Mạnh Hào với 15151. Anh Trung quá đấy. Ok Hào ơi, nhưng mà khả năng cao là anh Trung đến nhiều khả năng, mình biết nhiều khả năng anh Trung sẽ đến từ Hải Phòng, bởi vì anh Trung anh ấy có điện thoại toàn số 15 thôi, 15 thì là biển số Hải Phòng rồi, tôi nghĩ là như vậy. Thế phải vậy không?
Và đến với trận đấu này, tôi xin giới thiệu các bạn về nhà tài trợ Kim Cương giải đấu, đó là nhà tài trợ hệ thống cá nhân tự do với 13 cơ sở các quận nội thành Hà Nội. Anh em nào đang tìm những địa điểm để có những bữa tiệc cho người thân của mình, các bạn có thể đến với hệ thống cá nhân tự do. Rất nhiều đây là một địa điểm thực sự tuyệt vời với những món ăn ngon, với không gian cực kỳ là chill để anh em có thể trải nghiệm. Thì rất mong là anh em ủng hộ cho nhà tài trợ Kim Cương giải đấu, đó là hệ thống cá nhân tự do. Và anh em có thể đặt bàn theo đường link mà mình đã ghi phần bình luận. Khi em đặt bàn theo đường link mà mình đã ghi phần bình luận thì các bạn sẽ được giảm giá 10% trên tổng bill nha. Cảm ơn anh em rất nhiều. Cảm ơn anh đuôi 988 với 500.000 Việt Nam đồng gửi tặng em nhiệm vụ nha. Thank you anh rất nhiều. Đã gần lên con số 220 triệu của tối ngày hôm nay rồi các bạn. Gần 220 triệu rồi. Sao anh cũng quét được mã QR nhỉ? Không quét được mà anh. Anh em đang quét là vầm này. Anh em cứ quét mã QR code để donate cho anh em đi thủ tham gia đấu anh em nhá. 32, đó là các bạn giải đến từ game thủ chim sẻ. Ở đây trên nhà BA, đây trên nhà BM. Mày có thể nâng chậm, tức sắp tiền cá từ chim sẻ. Giờ đây trên tinh gỗ một tơn để có thể sắp tiền chiến và nâng cấp chặt gỗ nữa. Vậy bạn Ngô Thị Cẩm Giang với tui 9 gửi tặng cho anh em game thủ nha. Gắn đi thắng anh lại ủng hộ Hải 5 lít nữa. Ok anh Tuấn ơi. Anh Giai cũng thích chim sẻ nữa rồi, các bạn cầu vũ cho Gắn đi thôi. Thắng gái là nét ngay. Đây là chiếc nhà BS tới từ cái đủ chim sẻ để có thể khai thác cánh rừng này. 34/40. Cảm ơn anh Bùi, anh Huy nha, sorry anh chưa kịp hiện lên anh ạ. Anh cứ bình tĩnh. Có hiện cái này em cảm ơn anh em ngay đây mà. Rồi bắt đầu có tiền chiến lên chim sẻ và đang nhà đông tiếp theo. Chim sẻ đi gần đi, đến từ anh 42 với tứ vi 5. Anh Tuấn quá đen. Ok anh Quỳnh. Bỏ anh Quỳnh đã muộn quá. Anh Quỳnh đã đem Hải Malo uống. Chứ đấy em Hải nét thôi. Nét nét. Rồi, bài giả đốc quân và đấy cũng xem Gandhi đang ở đâu trên bản đồ này. Một bài đấu là kiếm thủ Gandhi được cầm ACBR. Đây rồi, thuyền chiến Gandhi bắt đầu đến. Với hai thuyền chiến của kiếm thủ Gandhi. Lên đời 3 xong nâng cấp thuyền to, nâng cấp bánh xe. Thêm một chiếc nhà đốc nữa. Úi giời, gỗ nhiều, vụ là 4 nhà đốc luôn. Nó đầu gấu quyết tâm hại của Gandhi rồi. Gandhi có thuyền to rồi và là 4 con thuyền to tới từ game thủ Gandhi, khi mà trẻ vẫn đang là cái thuyền lít nhít tiếp theo nở đà và cũng đã có thuyền to đi chia sẻ vẫn sẽ nỡ được cái này. Và hai nhà đốc rất gần nhau đến từ cả hai game thủ, một thế bài mà ai bỏ cái đốc này thì cửa thua lên tới con số là 90%. Ai bỏ cái đốc này thì sẽ thua lên tới con số 90% anh em ạ. Tham lai 41/41 thì chia sẻ các thuyền mè không đã đóng thuyền mè rồi. Các thuyền chiến bắt đầu nở ra nhưng có một thuyền chiến thì mắc kẹt ở kia chưa ra bắn, chưa tham gia giao tranh và bây giờ bắt đầu vươn ra. Với 4 nhà đốc này thì đội chủ thuyền nắng sẽ có lợi thế. Tôi nghĩ là sẽ có lợi thế ở trong giờ này và các thuyền khả năng cao sẽ bất tốc của mình. Tham lai là 46 thì thủ chim sẻ chấm thêm một vài chiếc nhà bè nữa và dồn thêm quân lên. Lượng thuyền chiến của chim sẻ đang là cực kỳ đông, 4 nhà đông sắp đều. Gandhi lại đang có thế gian đẹp và tham lai sẽ là 46/52 ở trận đấu này rồi. Thêm con thuyền chiến đẩy lên và đây cũng xem Gandhi đang có 30 nhà đông nhờ con thuyền của ACBR. Lần tiếp theo có hai con thuyền chiến ở ra đến từ cái thủ chim sẻ và bắt đầu ăn được những con thuyền chiến của Gandhi rồi, bắt đầu ốp nhà đông vội vàng. Tôi đang nhìn thấy Gandhi có hai nhà đông ở đây rồi, hai nhà đông sao chơi được với 4 nhà. Còn có nhà đốc thứ 3 thì Gandhi vừa được thiết kế rồi. Còn đốc tiếp theo, con thuyền chiến tiếp theo sẽ đẩy lên. Và vẫn đang sắp đều dân tại nhà chính mình với 4 con thuyền cá. Đó là vừa đủ để chúng sẽ đang có thể sóc dân. Và có thêm nhà đen thứ 4 tới Gandhi rồi. Bắt đầu triệt hại những con thuyền cá đối phương. Con thuyền chiến Gandhi mở ra sẽ bị hàng ngục ngay. Tham gia là 50 và 2 đều. Chúng ta cùng chờ đợi trận chung kết trong nội dung đoạn đường ba biển giữa game thủ chim sẻ nắng và game thủ Gandhi ngay sau đây thôi anh em ơi. Anh em vẫn có thể quét mã QR code để donate anh em game thủ tham gia giải đấu lần này anh em nhé. Gần 220 triệu rồi ạ. Hãy cảm thấy mệt mỏi sau ngày dài làm việc căng thẳng và cần một nơi để giải tỏa stress và tận hưởng cuộc sống hay một không gian lý tưởng để tiệc tùng cùng bạn bè, đến ngay với hệ thống quán nhậu tự do với 11 cơ sở khắp các quận Hà Nội. Không gian đa dạng, rộng mở, có cây xanh mát, chuyên các món ăn đặc sản, lẩu nướng, hải sản, cùng với những nhân viên tận tâm, nhiệt tình. Quán nhậu tự do đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng, gặp gỡ, liên hoan, sinh nhật hay tụ tập xem bóng đá tới quê. Hãy để quán nhậu tự do giúp bạn tìm ra chính mình, bùng nổ, sống động và thực sự tự do. Hệ thống quán nhậu tự do dành tặng ưu đãi 10% tổng hóa đơn cho anh em. Mọi người đặt đơn trước và thanh toán kèm mã chim sẻ nắng để nhận ưu đãi. Quán nhậu tự do, ta tự do trong thế giới của ta. Ok anh em ơi, bây giờ sẽ đến với trận đấu chung kết trong nội dung này được phát biển. Anh em vẫn đang comment thì cũng chắc là câu nó đến khéo thế. Vâng, Pơ, tôi chết rồi. Pơ với ông gì đây? Vâng, chúng ta cũng chờ đợi Pơ tới cái thủ chim sẻ đối đầu với Kata. Pơ Kata thôi anh em ạ. Quan trọng là con Pơ này, Mo Hiêu nó có gần nhà để có thể đưa về được FL tốt được hay không cơ.
chứ pơ đối với Kana là hơi mệt. Cảm ơn anh đuôi 988 với 200k gửi tặng anh thủ xin trẻ đắng nhá. Quả cuối xin kèo anh em kèo anh em nằm ở đâu nào à? Ôi rồi ôi anh ơi, pơ này là căng đấy. Pơ là căng đến từ cái thủ chim sẻ, nó chỉ có chặt mỗi một thôi. Quả đầu đang có là 6 cây cho bài đấu này. Và lại cùng xem là sẻ sẽ thi đấu như thế nào với cái thủ Candy đây. Rừng là rừng dừa và đang có những lý do đầu tiên. Trận chung kết trong nội dung đoàn đường mắt biển rồi. Liệu rằng sẻ có được 3 điểm hay sẽ đánh rơi một điểm cho Candy để Candy có thể quay trở lại vị trí thứ 6, một vị trí an toàn trên bảng xếp hạng. Thứ top 7, top 8 sẽ xuống hạng anh em ạ. Và xuống hạng là các bạn đã mất ngay cái phí lót tay 20 triệu Việt Nam đồng rồi. Rất căng. Đã bóng đi rồi. Gandhi thì đang vẫn gồng mình ra để có thể nuôi hy vọng trụ hạng ở trong mùa giải lần này. Khi mà đây đã là lượt trận cuối cùng của lượt đi rồi, anh mới chỉ có được 6 điểm số. Và lượt về anh sẽ vẫn còn phải đối đầu với chim sẻ thêm một lần nữa. Càng đét đẹp. Ở đây có khá nhiều mỏ cá để chia sẻ nhưng không thấy voi và hiêu đối đầu với Catalan bên phía đối phương. Căng quá nhờ. Các cú ơi. Rồi như vậy là có hai voi đối thủ chia sẻ đây rồi. Và anh em thể hướng mắt lên góc bên tay phải màn hình đúng không ạ? 2 triệu Việt Nam đồng đến từ anh Nguyễn Văn Trung sẽ thắng đô đét 15 triệu. Cười rồi. Và bơ đối đầu Kata này làm sao để thắng. Và thắng trận này thì anh em game thủ sẽ có thêm 15 triệu Việt Nam đồng nữa. Và 15 triệu đến từ anh Trung Net. Nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung vẫn đang thực sự là muốn sáng tác ở trong buổi tối ngày hôm nay. Anh quyết định gửi tặng cho anh em thủ thêm 2 triệu Việt Nam đồng. Và nếu như siêu thể đáng danh chiến thắng ở trong một trận đấu quân khó hơn trước game thủ gắn đi trận chung kết nội dung đoàn đường bắc biển thì sẽ là một phần quà 15 triệu Việt Nam đồng nữa dành tặng cho anh em game thủ. Đấy sẽ là con voi thứ hai được đưa về dành cho game thủ chim sẻ trong trận đấu này. Và những tình huống đồ nết rất cháy đến từ nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung, người đã viết ra bài hát đó chính là Kiếp Đỏ Đèn. Anh Trung này đồ nết 10 củ trưa mà lại 15 củ sắm mặt thế nhỉ. Ý là thắng chung cuộc anh Tuấn ơi. Anh Huy Hoàng đang học với Tứ Vi Năm siêu 20/24 đến game thủ chim sẻ. Và chim sẻ đã quyết định có một bài đấu đó là đóng đốc sớm với hai voi về, chưa thấy quả phụ và cũng chưa thấy hiêu đâu cả. Thêm một chiếc nhà đốc nữa, hai đốc luôn. Và này sẽ là hai thuyền cá đều luôn. Và bắt đầu xin thuyền cá đến từ cái thủ chim sẻ rồi. Và chúng ta sẽ phải chờ gỗ để có thể cơ cấu một chiếc nhà BS thứ hai tại cánh rừng dừa này. Bài này thì sẻ có thể kín nhà nhá. Rất căng anh em ạ, rất căng. Rồi thuyền cá bắt đầu ra rồi. Chúng ta sẽ có nguồn lực dồn lên từ những con thuyền cá này. Kích đời như vậy là 74x, ép đời như vậy là rất sớm rồi. Trên mặt biển 74x là cực kỳ sớm. Và đang có những thuyền cá tới từ cái thủ chim sẻ. Đang đi tìm bầy hiêu của mình. Tiền donate sẽ là khoản tiền donate gửi tặng cho toàn bộ anh em thủ tham gia để đấu ai quán nhận do League Cup mùa 3 với 60% dành cho anh em tham gia League 1, 30% dành cho anh thủ tham gia League 2 và 10% dành cho anh thủ tham gia League 3 anh em ạ. Và theo cái ý hiểu của em thì khả năng cao là tổng donate nếu như mà sẻ thắng chung cuộc thì sẽ là 15 triệu anh em. Đó theo ý hiểu của em. Và đến với trận chung kết ở trong nội dung Random Map Biển, tôi xin giới thiệu bạn về chợ kim cương giải đấu, đó chính là nhà chợ hệ thống quán nhậu tự do với 13 cơ sở cấp quận nội thành Hà Nội. Anh em nào tìm những địa điểm để có những bữa tiệc với người thân và gia đình mình thì các bạn có thể tìm đến với hệ thống quán nhậu tự do. Rất mong là anh em ủng hộ cho nhà chợ kim cương giải đấu. Anh em có thể đặt bàn theo đường link mà mình đã ghi phần bình luận để có thể nhận được khuyến mãi giảm giá 10% trên tổng bill nha anh em. Rất mong là anh em ủng hộ. Bơ làm cá không nhanh hơn đâu ạ. Cảm ơn Trần Công Trinh với 1 đồng gửi tặng anh em game thủ. BLBM thiết kế đến từ game thủ chim sẻ. Bài kích đời vẫn ở trong đầu người thôi, cuối 10 ở trận đấu này. Không phải là quá sớm các bạn. Bình luận viên như Hải không quá bình luận viên như em thì lại có anh em ủng hộ riêng rồi. Anh em lại có những cái quà riêng rồi. Rồi nó cấp chặt gỗ và sẽ có thêm một chiếc nhà bé nữa để có thể thay gỗ từ game thủ chim sẻ. Đã rất căng. Chung kết trong nội dung là phát biển và gần có được 2 sao. Và chúng ta đã được con số là 219 triệu, hơn 219 triệu, gần 220 triệu rồi. Anh em có thể quét mã QR code trên màn hình để có thể đón hết anh em game thủ tham gia giải đấu lần này anh em nhá. Và thiếu khoảng độ
hơn 300.000 nữa thôi anh em ạ. Hơn 300.000 nữa thôi. 219.709.000 rồi. Thiếu hơn 300.000 nữa thôi anh em ạ. Rồi thêm chiếc nhà đốc nữa thì chim sẻ bò luôn. Vâng, giò đang chạy trên bờ biển đây rồi. Nhân vật dẫn tiền thì đúng hơn. Bò móng thành. Tránh những tình huống đổ bộ đến từ game thủ Gandhi. Rồi kín. Và nhà Gandhi ở đâu? Sẻ đang có vẻ rất quyết tâm ở trong trận đấu này. Chưa thấy chuyển chiến được Gandhi, nâng chuyển cá to trước đến từ chim sẻ. Để có một đội trực ổn định cho anh Nghiêm Lê nhá. Và tôi vẫn chưa thấy hoàn hảo Gandhi. Ôi trời, Gandhi 12 giờ rồi, Gandhi 12 giờ rồi em ơi. Chết tôi rồi các cú ơi. Đóng quả đốc này thì đúng là đau đầu rồi. Và như vậy là Gandhi 12 giờ và sẻ nhiều khả năng sẽ phải gom dân của mình để đóng đốc ở mặt trên kia. Vâng, nếu như đóng đốc ở đây thì vòng sẽ rất xa. Nhà Gandhi lại nằm mặt 12 giờ anh em ạ. Xây đốc tay của nó và những đốc này sẽ chỉ mang tính chất là khai thác cá. Chứ nếu như để luân chuyển những con thuyền chiến, nó sẽ rất là xa và mất thời gian. Sẻ sẽ chỉ đứng ăn ngư đây và Gandhi hoàn toàn sẽ có thể sử dụng những tình huống đổ bộ với chim sẻ. Và các bạn có thể nên được có là cái công nghệ chặt gỗ 2. Hỏng rồi. Chung kết được đốc sai hướng. Đó là một điểm trừ rất nặng để cho chim sẻ. Gandhi được đốc đúng hướng rồi. Đây là góc hướng về 3 giờ luôn. Đây là một điểm trừ rất nặng. Nếu như cái eo biển nó đến cái khoảng này ấy, nghĩa là còn ok nhưng mà nó còn đi kéo dài về tận 9 giờ. Nó mới cho chim sẻ đang cua lên cơ. Rất xa. Và chim sẻ sẽ phải làm thế nào đây? Nếu như các bạn phát triển đến 4 thì bạn hoàn toàn có thể công ca. Để lọt nhà các bạn. Và nếu như pơ lọt nhà thì vỡ. Đốn lên như nào vậy anh em? Anh có thể cân mã cái đường cốt trên màn hình để đốn lên anh em nhá. Cảm ơn anh đuôi 389 với thư ký 8 sẽ cố lên. Vâng, cái eo biển đi vòng rất xa anh em ạ. Bờ biển Gandhi với nhà chim sẻ nó cũng rất là gần rồi và sẻ bắt buộc phải đào vàng. Bắt buộc phải đào vàng đây rồi, chim sẻ Gandhi bắt đầu đến. Và anh ấy đi vòng, sẻ cũng chặn ở đây. Làm sao để đỡ ở đây, Gandhi là cực kỳ sâu thuyền chiến. Khi mà anh ấy đóng đốc bình thường, đấy chưa tuấn hợp với 1.000 đồng nhá. Rất đông thuyền chiến tới từ game thủ Gandhi. Căng quá các cụ ơi. Cảm ơn 23 với thứ 9 nhá. Anh em kiếm giá nào xây dựng à? Và tiếp trên nhà đốc nữa thì chim sẻ vẫn phải chuyển tiến ra thôi để thủ lại. Đây là bắt được cá thì chuyển tiến ra đi rồi. Tiến cá sẻ vẫn đang hoạt động. Con ngựa giò đã bị bắn được gần hoàng. Và liệu rằng Gandhi có đổ bộ với chim sẻ nắng hay không? Quyết định thủ 1P với con Katha này. 900 thử rồi, cần đủ vàng rồi. Nóng P để lên kích 4 thì chim sẻ à, sẽ là một bài đánh thủ lên 4. Thiếu gần trăm, thiếu trăm bàn nữa. Và em cảm anh Tuấn Nguyễn nhá, kích 4 thôi. Như vậy là 19 phút kích 4 thì chim sẻ. Và Gandhi vẫn chưa có tên đổ bộ và vẫn chưa có thấy có những tình huống công cả. Đây là tình huống Gandhi sẽ đang cùng thuyền chiến của mình. Vẫn đang rất căng. Một thế trận mà chim sẻ nắng lại đóng đốc hai hướng. Và bây giờ đang phải trả giá. Đây là thuyền chiến Gandhi bắt đầu lao vào rồi. Tham lai đầu số là 68/80 đưa cái thủ chim sẻ. Còn thuyền cá chim sẻ nắng đã bị phát hiện. Nhưng thuyền chiến sẻ đây cũng không ít. À, thì nghĩa là có thể đỡ được trận này. Đỡ được trận này. Phải e cái gì ngáo á. Sao phải được e. Rồi bắt thuyền chiến Gandhi thôi. Căng quá anh em ơi. Rồi tóm được trận này. Và chưa có tên đổ bộ nên cho anh tài. Gandhi chưa đổ bộ. Đây rồi, à không, đây là thuyền của Gandhi thôi. Chỗ này hở. VA đến từ chim sẻ. Để bo nhà của mình. Vâng, mỏ đá đâu. 52 dân đến từ Gandhi. Rất sâu. Xin chào anh Đinh Anh Dũng nhá. Đây, thuyền của Gandhi đang bắn vào bóng thành chim sẻ rồi. Liệu rằng Gandhi có lên 4 hay không? Căng quá các cụ ơi. Và sẻ lên 4 xong. Và như vậy anh em có thể hướng mắt lên màn hình với bên phía tay phải của anh em. Nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung tiếp tục viết viết nhạc rồi. 5 triệu Việt Nam đồng đến từ anh Nguyễn Văn Trung gửi tặng cho các thủ tham gia giải đấu lần này. Và sẻ thắng sẽ là lột hết 20 triệu Việt Nam đồng nữa. Và càng khó thì lại càng phải thử lửa. Và thuyền to đã có tới từ chim sẻ. Một con thuyền to của Persian. Và sẽ tiếp tục căng bóng thành để có thể đỡ lại trên phần bộ của mình. Hết đá rồi, có đào đá không? Và thuyền to bắt đầu lao vào, liệu rằng Gandhi đã lên 4 hay chưa? Chúng ta hãy cùng chờ đợi. Một tơn đi vòng rất xa đến từ game thủ chim sẻ khi đóng đốc sai hướng. Luôn đi cho cháy anh Trung ơi.
Vâng, trận đấu vẫn đang rất căng. Và bắt đầu có hot và có công gà đây, chia sẻ sẻ đóng BL nhưng lạc đà bắt đầu lao vào. Và đó là 1, 2, 3 lạc đà của game thủ Gunny. Chúng ta mới chỉ có hai con hot thôi. Đang chân tay buộc hết vào nhau, vẩy E đến từ chim sẻ. Và vẩy E được không? Vẫn vẩy được E dành cho chim sẻ. Bên to bắt đầu áp sát, Gunny đã lên 4 xong. Và có con gà cổ vào. Chúng ta sẽ phải bắt 3 lạc đà này. Bên bên bạn có 4 lạc đà, ruộng chính bắt đầu lọt vào rồi. Thực không phải là vấn đề, lên ra 4 tới từ game thủ chim sẻ. Ở đây nhà cam với lương và những con thuyền chiến. Tham lại là số là 77 tới từ chim sẻ. Một trận đấu đang quá căng khi mà sẻ đóng bốc sai hướng có vòi húc. Nhưng trận làm được đã nằm xuống rất nhiều tới từ chim sẻ rồi. Gunny lên 4 hay chưa đây? Dường như là chưa, dường như là chưa lên 4 anh ạ. Chưa nhà mình nhìn chưa lắm. Và đây có là đà của game thủ Gunny. Sẻ đang bị hành lang ở trong nhà mình khi mà dân bơ thì nó không có bánh sẻ. Đang cố gắng dần hot về tới từ game thủ chim sẻ. Hàng lại là 70 tới từ bài đấu này. Còn như Gunny chưa lên 4. Vẫn có những con thuyền cá đến từ chim sẻ và vẫn còn những con lạc đà trong đất của mình. Đang rất căng. Thuyền Persian đời 4. Và đây là những con thuyền thủ Gunny. Chúng ta phải tránh nổ nhà BL này, bánh tay thôi. Không thể để cái BL này tồn tại để phần đất thuyền ra được yên ổn đã. Và có thêm nhà đốc ở mặt hướng về nhà đối thủ. Bắt đốt con lạc đà này. Ok. Mọi thứ đang nằm trong quyền kiểm soát, game thủ chim sẻ và Gunny sẽ nghĩ đến câu chuyện lên 4 nhưng chúng ta có thể xin viện trợ để đưa hot và voi sang nhà đối thủ luôn. Và là có thể trở đưa hot và voi sang nhà đối thủ luôn. Và viện trợ đã bắt đầu có tới từ chim sẻ và cả hot và cả voi để có thể kiểm soát bộ của đối phương. Và đây đang là một trận đấu mà tôi nghĩ rằng rất gần với phần quà 20 triệu Việt Nam đồng đến từ nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung của game thủ chim sẻ. Hot bắt đầu có tên phần đất liền của Gunny. Gunny đóng à, đăng bài ấy cũng vừa bị kinh ngốn, chưa lên 4 xong. Tân hot tiếp theo và có cả tân sàng đã được chim sẻ ngáng. Một bóng nhà BA được bẩy ra. Tân của Gunny đang chạy rất nhiều ở trên bộ lên 4 xong bên Gunny. Công nghệ của tân bò thành. Tân Gunny đang bị giấy là quá đâu. 3 điểm tuyệt đối đang rất gần với game thủ chim sẻ. Mặc dù đây không phải đấu đóng lốc chạy hướng nhưng áp lực nó đang là quá lớn. Thêm một lần nữa tới được game thủ chim sẻ. Gunny chưa có hot và chúng ta sẽ ốp luôn nhà BA bên phía đoạn ở trong trận đấu này. Đó là Lê Thị Ngọc Anh với chim Gunny Rissa. Dành cho game thủ chim sẻ trong nội dung Random Map Biển và chiến thắng chung cuộc 3 sao trước game thủ Gunny tới từ chiến thắng ở trong buổi tối ngày hôm nay. Quá cháy dành cho game thủ chim sẻ, mặc dù đây là một bài đấu mà sẻ